thoại gọi đến từ Cần Thơ. Alo, xin chào thính giả. Dạ, xin chào chương trình Cửa Sổ Tình Yêu ạ. À. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? À, câu hỏi của em á là gia đình em thì có 4 anh em. Vâng. Anh 2, anh 3, rồi chị 4, em là thứ 5 là Út. Dạ. Thì cách đây một thời gian cũng lâu rồi á. Em bữa đó giáp tối em đi đám cưới về mà vâng. cũng khuya rồi. Thì em mới gửi xe ở ngoài, em không muốn cho cái tiếng xe ồn ào ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của mẹ, mẹ khó ngủ. Rồi em mới đi đường tắt về nhà, thì em có đi ngang cái nhà của anh hai. Thì tình cờ em phát hiện chị dâu thứ hai á, dàn díu, dụng trộm với cái anh thứ ba. À. Thì hai người này mới năn nỉ em là đừng giữ giữ kín cái mật. Chuyện này. Vâng. Rồi em chỉ có nói với vợ em, thì giờ em nói là cái biểu hiện của hai người này thì ở trong xóm, trong ghiền cũng như trong dòng họ người ta cũng nghi rồi, nhưng người ta không có bắt gặp tại trận mà thôi. Vâng. Kể từ đó đến nay á, anh ba ảnh kiếm chuyện với em đủ thứ hết, kiếm chuyện gây gổ làm cho anh em bất hòa. Thì em nghĩ là mục đích anh làm như vậy á, để cho người ngoài nhìn vô người nói anh em bất hòa. Nếu mà sau này em có nói cái chuyện xấu của anh ra, người ta nói là em bất hòa với anh ba. Vâng, và em dừng chuyện. Vâng. Thì bây giờ em cũng khó xử quá, thì xin nhờ chuyên gia tư vấn giùm. Trong cái hoàn cảnh này thì em phải ứng xử như thế nào là hợp lý nhất ạ? Vâng, rất là chia sẻ với bạn. À, phải chứng kiến một cái cảnh đúng là chẳng ai muốn chứng kiến ở ngay trong gia đình mình đúng không ạ? Chị dâu thứ hai và anh trai thứ ba của mình mà cũng không biết là chia sẻ với ai. Vâng, câu chuyện của bạn gửi tới chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Anh Đinh Đoàn sẽ chia sẻ với bạn. Xin mời ạ. Rồi, chào em. Dạ, chào anh Đinh Đoàn ạ. Mình bao nhiêu tuổi rồi, có vợ chưa? Dạ, em có rồi. Em năm nay 39 tuổi ạ. Ồ, thế hả? 39 tuổi. Mình ban nãy nói là anh ba với lại chị dâu thứ hai là có gian díu với nhau đúng không? Hay là... Dạ đúng ạ. Rồi. Thế và sau đấy thì hai gia đình họ có lục đục không? Có bị xáo trộn gì nhiều? Anh hai có bực quá đập cho anh ba một trận xong lôi vợ mình về rồi làm cái gì đó mà nó ồn ào mà dẫn tới nó mất đi cái danh tiếng hay cái danh dự của cái gia đình không? Dạ không ạ. Tại vì anh hai thì từ nhỏ anh quỷ khờ lắm. Anh cũng nói chung là anh cũng không có quan tâm chuyện. Còn cái chuyện này cũng chuyện bí mật. Còn ở gia đình của anh hai thì có một đứa con, mà đứa con này nó cũng đi học xa, nó không có nhà. Do đó cái chuyện này nó cũng còn giữ kín. Người ta cũng nghi ngờ vậy thôi, nhưng mà người ta cũng không có dám chắc. Anh ba đang rất là giận em vì chuyện là giá mà cái chuyện tế nhị thế, mình im đi một chút để chỉ nói nhẹ nhàng với anh ba là em thấy thế, không biết có phải đúng không, anh lưu tâm, anh để ý đến chị dâu một tí nhé chẳng hạn. Người trong cuộc người ta sẽ đỡ hơn. Còn đây là bóc trần một cái sự thật trắng phớ, đôi khi nó cũng là cái sốc cho anh ấy. Mà người đàn ông thì có mấy thứ. Thứ nhất là khi vợ cắm sừng là một nỗi đau đối với người đàn ông rồi. Thế nhưng mà cái thứ hai nữa là em trai mình chứng kiến thấy. Cái thứ ba là cái cắm sừng ấy với ai này, ngay với em dâu. Tức là về mặt đạo đức là người ta đánh giá rất là kinh. Cho nên anh ba có thể rất cay đắng, nhưng mà anh ba không thể làm ầm ĩ lên với vợ mình. Và hiện nay chắc trong lòng anh chị ấy cũng ít nhiều nó có những cái sa sút về mặt tình cảm, đúng không? Dạ. Còn cái việc mà em suy luận là anh ấy cứ gây sự với em để rồi nếu như sau này hàng xóm người ta có biết chuyện thì nghĩ là ào trổ cái thằng 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 năm này á, anh em nó có hay xích mích với nhau, chắc là nó ghét ông anh gì đấy cho nên nó dựng chuyện. Đấy là do mình là người trong cuộc, mình có tật mình giật mình thôi. Tốt nhất là thế này, chuyện cũ rồi không nhắc lại nữa, thôi anh đối xử với mình thế nào cũng được. Rất là may mắn rằng là anh chị không vì thế mà ly hôn ly dị, gia đình không ầm ĩ lên đấy. Cái điều thứ hai cho mình một bài học ở đời rằng đôi khi cái chuyện mắt thấy tai nghe đôi khi cũng cứ để đấy đã, nhất là cái chuyện nó mang tính chất tế nhị sẽ nói từ từ, mang tính chất là cảnh báo nhắc nhở rung cây dọa khỉ thôi, chứ mà mình sốc quá mình anh ơi rồi chị kia kìa vợ anh đang ngủ với chị ấy sao có thứ thì nó cũng... mình thì chân thành quá, với hai nữa cái sự việc nó cũng bất ngờ, thế thành ra mình cũng phản ứng vội vã. Anh nghĩ rằng là thôi chuyện cũ đã qua đi, mừng nhất là sóng gió nó cũng hết rồi. Bây giờ cũng không phải là anh chị đang đưa nhau ra tòa rồi anh hai thì tức quá đang dọa đi tự tử. Nghe nó còn kinh khủng hơn là mình cháy náy hơn rất nhiều đúng không? Nha, cứ kệ thôi, anh nghĩ thế nào thì nghĩ và mình cũng không cần cãi lại nữa. Mình là em, mình cứ sống cho nó đàng hoàng bình thường, hôm nào có dỗ có đám thì cũng sang làm giúp, rồi cũng ngồi cũng ăn cũng uống đàng hoàng. Anh thì mình vẫn kính thưa anh, cũng là chạm ly với anh, cụng ly với anh, chúc anh sức khỏe vậy thôi, không nhắc lại chuyện cũ nữa, dần dần rồi nó cũng sẽ lãng quên. Nhưng mà cho mình một cái bài học là nhìn thấy cái gì cũng cứ để từ từ đã nhá.
Vâng, cảm ơn hy bạn vọng ạ. rằng gia đình của bạn sẽ trở lại bình yên nhé. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hà Nội. Vâng, em thì em có câu hỏi thì nhờ chương trình hỗ trợ là em lấy vợ được 2 năm ấy. Thì là đấy, thì cuộc sống vợ chồng thì cũng không có gì là mâu thuẫn. Nhưng mà nói chung là cũng là hai vợ chồng em cũng là kiểu là mai mối để đến với nhau ấy. Cũng không tìm hiểu nhau nhiều. Nhưng mà về sống chung thì cũng có một số khúc mắc mà cũng chỉ là nho nhỏ thôi. Nhưng mà từ lúc vợ em sinh thì cái khúc mắc với em thì em là chồng thì là lúc mà tư duy của em là thôi mình nhìn vợ mình đi chẳng sao cả. Đúng. Em cũng biết là từ cả lúc mang bầu đến lúc đẻ xong thì tâm lý nó cũng thay đổi. Nhưng mà em không nghĩ là thay đổi mức độ chóng mặt như này, bây giờ lại mâu thuẫn cả với mẹ em nữa, là nói những lời mà nó khó nghe. Rồi. Em giữa này là em không biết xử lý thế nào. Rồi, con được mấy tháng rồi? Con em được hơn 6 tháng rồi. À, mới được có 6 tháng thôi đúng không? Tức là của vợ cũng đang nghỉ đẻ đúng không? Đang nghỉ thai sản. Rồi, thế là hai vợ chồng bao nhiêu tuổi rồi? Em 30, vợ em kém 1 tuổi, 29. 29, 30. Mới tại sao là không tìm tự tìm hiểu được nhau lại phải có người mai mối thế? Căn bản là kiểu, thứ nhất là em cũng tính tình em cũng nhát ấy. Nên là cũng chỉ chăm chú vào công việc làm, nên là cũng không ít giao du, nên là cũng không tìm hiểu được nhiều ấy. Rồi, nên thế là cũng cũng ít giao tiếp xã hội nhiều, không cái cơ dạ, hội vâng, mà mình vâng. đi tìm kiếm một nửa kia là hơi hạn hẹp, đâm ra là phải nhờ mai mối. Thì chắc là bạn kia thì cũng thế, khi lấy chồng thì chắc là 27, 28 tuổi rồi đúng không? Dạ vâng, thì vâng. ở quê thì ở cái tuổi này thì cũng hơi gọi là cảm thấy là bị ế mất rồi. Vâng, tự ti nên là cũng không đi tìm hiểu. Bạn thì gia đình có đông anh em không? Gia đình em có 2 anh em rồi. Thế là bạn là trưởng à? Em là trưởng. À, thế là bà nội bao nhiêu tuổi? Mẹ em năm nay là 47. Ôi trời ơi, trẻ quá cơ. Dạ. Còn 30 mà mẹ 47, thế là mẹ sinh con từ lúc 17, 18 tuổi à? Vâng, tầm tầm thế. Ôi trời ơi, thế à? Thế mà lại nàng dâu lại mâu thuẫn với cả mẹ chồng 47 tuổi. Thực ra mẹ chồng 47 tuổi có khi còn rất là trẻ ấy. Không, em thì em nghĩ quan điểm của em là kiểu là cái lối sống không hợp nhau ấy, bởi vì ở dưới quê vợ em thì là lối sống nó khác. Xong lên đây thì có vẻ như em cảm giác là vợ em chưa thích nghi được với cuộc sống nhịp sống của nhà em. Rồi. Lúc em cũng tâm sự thật và em cũng nói hết là ở nhà anh như này kia đấy, bố mẹ anh tính biết như này, rồi các bác các cô các chú trong họ nhà anh tính biết như này, để vợ em làm sao nhanh chóng hòa nhập nhất với gia đình nhà em. Nhưng mà có vẻ như là vợ em có vẻ là vẫn chưa hòa nhập được và cũng có vẻ là không hiểu, nên là lắm lúc xảy ra những cái mâu thuẫn. Thì có em bé như thế thì bà nội chăm sóc nhiều không? Mẹ em nói thật là mẹ em cực kỳ là thích cháu ngoại, thì mẹ em có hai người rồi, hai cháu rồi. Nhưng mà cháu nội thì mẹ em bây giờ đây là cháu đầu lòng, nên là mẹ em cực kỳ là quan tâm và cực kỳ là muốn là chăm sóc cháu nội. Rồi. Nhưng mà mẹ em cũng gọi là quan tâm lo lắng kể cả những chuyện của vợ em luôn. Ví dụ vợ em có đánh nhau hoặc là có cãi nhau hoặc là ốm đau rồi, lúc nào mà em là người xuất hiện đầu tiên. Rồi. Em xong bắt đầu em chuyển gọi cho mẹ em là cả bao nhiêu công việc mà em cũng phải bỏ để về bảo vệ con dâu đúng không? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng, vâng. Rồi, vâng. Xin chào em. Dạ vâng, vâng, cháu chào chú ạ. Trước hết phải nói thế này. Mai mối này rồi quen nhau rồi cũng kết hôn rồi lấy nhau có con đó là mừng rồi đã, rất là vui rồi. Hai dạ, nữa là vâng, cho vâng. Trong cái giọng kể của em nói về chuyện vợ chồng thấy cũng rất tự hào, lấy nhau có con ngay rồi, mẹ mình rất là quý cháu, rồi nhà có điều kiện kinh tế cũng không đến nỗi gì lắm, cũng là một điều mừng thứ hai. Thế còn xin nói là không có người nào sinh ra đã hợp ngay, chẳng phải ở bên này cổ hủ hơn với bên kia, mà cơ bản nó là khác nhau thôi. Một cô gái ở quận Hoàn Kiếm mà lấy chồng ở quận Ba Đình thì mà về cái nhà đấy nó cũng còn chưa hợp. Cùng một phố nhưng mà mỗi một gia đình nó một cái gia cảnh, một cái nếp nhà, một cái thói quen khác nhau. Nó cũng có những giai đoạn nó chệch choạc. Thế thì mình không nói rằng là ở chỗ cô ấy nó lạc hậu hơn hay cô ấy cổ hơn hay nhà mình tiên tiến hiện đại hơn. Mà chỉ nói rằng hai nhà khác nhau. Bây giờ cô cần có thời gian hòa nhập. Đấy, đây là cái thứ nhất. Vâng, vâng. Phải có thời gian để đợi chờ.
Cái việc thứ hai là cô ấy cũng đang bị chịu áp lực, vừa mới ở chỗ nào đó, nay về làm dâu nhà mình, đã có ông chồng rất là nhanh nhẹn, tháo vát, cũng biết nịnh mẹ rồi, cũng biết nhắc nhở vợ điều này điều khác. Lại con bà mẹ thì gọi là bà mẹ chồng thì hơi bị già, mà gọi là chị mẹ chồng thì đúng hơn, chị trẻ quá. Thế xong rồi bà lại đang khao khát có cháu nội nữa, cho nên là cái giữa cái quý, cái quan tâm với cái để gây áp lực ấy, nó là khoảng cách nó không có xa đâu. Cứ lấy danh nghĩa là quý cháu rồi hết lòng lo cho cháu, nhưng mà cái gì cũng nhảy vào, cái gì cũng can thiệp. Nhiều bà nội là con dâu nó đẻ con nó ra mà cứ như là làm mình đẻ chứ không phải con đẻ ấy. Nó ôm cái thì lo lắng rồi sao lại cho nó ăn cái này ăn cái kia chứ. Kệ, đáng lẽ phải nói rằng là bình thường mình cũng giành lấy cái quyền, hoặc là các bà nội cũng nên nói rằng là đấy, thôi ngày xưa tao nuôi bố nó khác lắm, còn bây giờ vợ chồng mày nuôi con thế nào thì tùy, khó khăn nào thì bảo tao, tao thiếu tiền bảo có thể cho cháu tiền, để con dâu con trai tiền để mua sữa cho cháu, ốm đau nó nhờ thì trông cho nó một lúc để nó chạy đi chợ. Thế còn thì bà đến nỗi mà cứ đang làm việc gì ở đâu thấy nhà có việc lao ngay về để chiến ấy, nào là mày để cháu tao thế này à, bây giờ 5 giờ chiều mới tắm mà sao lúc 1 giờ không tắm đi, lúc ấy mặt trời đang ở trên cao, úi trời ơi nhức đầu lắm ấy. Cho nên là được yêu không quá. Dạ, anh đang nói mẹ, chung mẹ cháu thì cũng chưa đến mức thế đâu ạ. Rồi. Bởi vì mẹ cháu là lúc nào cũng tôn trọng con dâu, và kiểu là mẹ cháu chỉ là dùng những cái kinh nghiệm sống của mẹ cháu để thế. Khuyên vợ cháu, và vợ cháu là người quyết định, chứ không phải là mẹ cháu áp đặt là mày phải như thế này, mày phải như kia. Nhưng mà một cô dâu mới về mà mẹ cứ dùng cái kinh nghiệm sống của mẹ cách đây 30 năm ấy, thì bây giờ các cô không theo cái kinh nghiệm ấy được thì cảm thấy nó khó chịu áp lực. Chẳng hạn như là 30 năm trước khi mà mẹ cháu nuôi cháu bằng ninh bằng gạo quê, ninh với lại xương ống chân lợn ấy để cho nó có nước nó ngọt, cho thêm mì chính vào ăn thế là đã ngon trợn mắt lên rồi. Bây giờ thì bú sau ngoài ra thì ngày 2 cốc sữa Mỹ, ví dụ như thế. Thế rồi ngày xưa chỉ có đi tiêm chủng, có 6 cái mũi tiêm chủng mở rộng của ngành y tế người ta quy định. Bây giờ thì mới tháng thứ 2 đã đi viêm não Nhật Bản, tháng thứ 3 bác sĩ đã nhắc là đi sởi Đức chẳng hạn. Ôi dồi, sao nó khác với xưa rất là nhiều. Thế mà có một bà mẹ chồng cứ dạy bằng cái kinh nghiệm cũ thì cũng rất là khó chịu. Cho nên là mình ngoài cái việc nhắc vợ là mẹ anh tốt lắm em phải nghe mẹ anh đi, thì cũng nên nói với mẹ, mẹ ơi nhà con nó cũng còn mới, với bây giờ người ta nuôi con nó cũng khác lắm, thôi mẹ cứ kệ, cô ấy quyết định thế nào thì quyết định, khó khăn đến đâu thì rồi cô nhờ thì mình cũng làm, còn mình cứ nói nhiều đôi khi chả biết cô có nghe không, rồi lại cảm thấy mình khó tính, thế có vẻ thấy nhẹ đi không, đúng không? Bà nội có nhiệm vụ thế này này, hỗ trợ tài chính kinh tế này, thỉnh thoảng bế trông cháu cho con dâu nó chạy đây chạy đó một chút này, mai kia con nó lớn rồi bà thì ẵm cháu đi chơi này, hoặc là đưa cháu đi nhà trẻ mẫu giáo. Thế còn bây giờ cô còn đang ở cữ, cô ấy nuôi con bằng cho con ăn dặm theo kiểu Đức, rồi ăn dặm theo kiểu Nhật, rồi cứ để cho các bạn ấy được thực hành, các bạn ấy trải nghiệm được cái gọi là cái chức năng làm mẹ, đang nhập vai mà. Thế còn thì dạ, bản thân em cũng thế thôi, tuy mới 30 tuổi nhưng bây giờ thì vừa là người chồng, vừa là người cha, rồi lại còn vừa là thằng con trai ngoan của mẹ, cho nên là mình cũng có áp lực đấy. Thật ra không cần quá nhiều kỹ năng gì đâu, chỉ cần nhắc vợ là thôi mẹ nói thế kệ mẹ, thì con em cứ làm theo lời. Anh cũng thấy đồng ý với em, cái gì đồng ý được với vợ thì phải đồng ý, chứ đừng có nói rằng là mẹ anh nói là chỉ có chuẩn. Mẹ không nhất thiết mẹ nào cũng chuẩn, ngược lại mình cũng có thể nói với mẹ là ôi bây giờ nó khác rồi mẹ ơi, bây giờ ai trẻ con nào lại ăn bột cho tóp mỡ vào đâu như là bà, đúng không? Đó, thế thì dạ, mình vâng. Bởi vì mình sẽ rất gần với vợ vì cùng thế hệ, nhưng mà mình là con của mẹ đôi khi cũng nể, thì mình sẽ làm cái ngoại giao con thoi, tức là người ta gọi là đâm bị thóc chọc bị gạo, nhưng mình thì không phải đâm bị thóc chọc bị gạo, mà đi bên này thì nói tốt một câu, đi bên kia thì giàn hòa một câu, mình là trung tâm hòa giải nhé. Rồi, dạ, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn rồi chứ? Dạ vâng, vâng. Dạ, vâng. Hy vọng là bạn sẽ giải quyết ổn thỏa cái mâu thuẫn trong gia đình mình và giữ gìn cái sự hạnh phúc. Xin chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn.
Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Tuyên Quang. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Xin chào một bác gọi đến chương trình Cửa sổ tình yêu từ Tuyên Quang. Năm nay bác 70 tuổi đúng không ạ? Vâng. Dạ vâng, tôi đang nghe đây ạ. Bác hỏi về vấn đề gì ạ? Trước tiên là chào ban chương trình, dạ. Ban biên tập chương trình Cửa sổ tình yêu. Tôi rất thích nghe tiếng nói của ban biên tập và của MC rồi của bác sĩ rồi của nhà tâm lý. Dạ vâng, rất là cảm ơn sự yêu quý của bác dành cho chương trình. Tôi thích nghe lắm. Dạ. Tôi ở Tuyên Quang mà tôi ở vùng sâu vùng xa, nhà tôi cách đường nhựa khoảng 5 cây số. Ồ thế ạ. Vâng, thế bây giờ thì tôi thì xin hỏi có hai nội dung. Vâng ạ. Nội dung thứ nhất là về góc độ bác sĩ thì bây giờ là vợ tôi chết 4 năm nay rồi. Thế à? Thế trong 3 năm thì tôi tu, tôi ở nhà, tôi không làm cái gì, tôi không đi đâu, tôi vâng. không hoạt động cái gì cả. Vâng. Nhưng mà khoảng 2 tháng nay thì tôi có đi viết cà phê. Rồi, đấy, thế là bây giờ là bác đang ở với ai ạ? Tôi đang ở một mình ạ. À, thế con cháu đâu ạ? Con cháu thì nó đi làm xa hết rồi, chỉ có thằng cả nó bên cạnh thôi. Thế à, thế nhưng mà ông vẫn tự chăm sóc được đúng không? Vâng, thế cái câu thứ hai tôi xin hỏi bác sĩ tâm lý là chúng tôi thì ở vùng sâu thì nó lạc hậu. Và bản thân tôi cũng lạc hậu nên tôi hồi ngày xưa thì cứ nghĩ về cái người họ làm cái nghề cà phê này để cho họ làm mãi dâm họ xấu này. Nhưng mà khi tôi tiếp xúc được với họ thì về nó cứ mông lung, nó nghĩ thế nào ấy. Thế à? Họ cho họ là cũng là người con gái, cũng là người phụ nữ, cũng là người đàn bà Việt Nam. Tức là họ vấp vào những hoàn cảnh rất là éo le, khó khăn. Wow. Người thì chồng chết, người thì chồng ốm liệt, người thì chồng bỏ, người thì chồng cờ bạc, sóc đĩa, không làm ăn gì. Rồi. Nên họ không kiếm ra được cái đồng nào để thu nhập thì họ làm cái nghề này để họ kiếm vài đồng thu nhập thì. Wow. Nên lúc tôi đi với họ, tôi nghĩ cái hoàn cảnh như vậy, tôi xúc động và tôi mông lung đêm, tôi mất ngủ từ hơn một tháng nay, tôi không thể ngủ được. Vâng. Thế nên cứ nghĩ thế nào ấy, cho nên tôi muốn anh Đinh Đoàn anh tâm lý làm thế nào để anh giúp đỡ những cái hoàn cảnh của các cô gái ý đúng không ạ? Vâng, tôi hiểu ý của bác rồi. Thế trộm vía là thế trong một năm trở lại đây gọi là quay lại cái chuyện có quan hệ tình dục mà ông lại lựa chọn là thôi, nói tóm lại cà phê thì nó hơi khó, nhưng tóm lại là ông đi tìm gái mại dâm. Thế là tìm được mấy lần rồi? Được khoảng nếu mà tính về 2 tháng nay thì khoảng 7-8 lần rồi. Dạ vâng, thế lâm ra là mỗi lần là có một cái hoàn cảnh của cô khác nhau đúng không ạ? Ông về ông cứ mung lung, nào là vâng. cô thì chồng chết, cô thì chồng bỏ, cô thì chồng ốm liệt, cô thì hoàn cảnh thế nọ thế kia. Đâm ông sưu tập được 7 hoàn cảnh rồi đúng không? Vâng. Và 7 hoàn cảnh đó đêm nào cũng không ngủ được vì thương các cô ấy đúng không? Có 3-4 hoàn cảnh thôi, vì có 3-4 cô thôi, 7 lần 7-8 lần, nhưng mà có 3-4 cô thôi. Dạ vâng, thế thì mỗi lần thế là ông về ông đau hết mình mẩy đúng không? Đúng, và sau một ngày nó đau. Thế à, đấy hoạt động ông có cày cuốc gì ở nhà, ông có làm ruộng làm nương gì không? Ở nhà thì làm một xào lúa thì các con nó làm, còn tôi chỉ có trách nhiệm bỏ ra giống vốn và phun thuốc sâu thôi. Đấy, tức là ở nhà thì cũng chỉ uống trà với hút thuốc lào vặt thôi đúng không? Đúng thế rồi, mà đột ngột cứ tháng một ông lại làm cho một nhát đuối sức như thế thì đâm ra là rất là khổ. Không biết tôi phán đoán có thế có đúng không bác sĩ Hoàng Thúy Hải? Vâng, tôi chào anh ạ. Vâng, chào bác sĩ ạ. Vâng ạ. Anh năm nay là 71 tuổi đúng không ạ? Vâng, 70. 70 ạ, vâng. Nhưng mà tôi nghe giọng anh thì tôi thấy anh nói chuyện rất là từ tốn ý. Mà giọng rất là đi vào lòng người. Chắc chắn là anh là người sống rất là tình cảm, cho nên là anh rất thương các cái cô mà anh có quan hệ. Đúng vậy. Chỉ có điều là như thế này, tôi thì tôi nghĩ là năm nay anh 71 tuổi mà chị nhà đã mất 6 năm nay rồi đúng không ạ? Vâng, và anh có nói là anh tu đúng không ạ? Hay là mình hiểu là anh không có quan hệ tình dục với ai khoảng 5-6 năm nay? Khoảng 3 năm ạ. Khoảng 3 năm ạ, vâng. Vợ đi chết 4 năm ạ. À, vợ chết 4 năm, vâng. Vâng, đến năm nay là năm thứ 4 thì 2 tháng nay tôi mới đi. Vâng ạ. Thực ra nhu cầu quan hệ tình dục đối với người lớn tuổi như anh nó hoàn toàn là một cái nhu cầu rất là chính đáng ạ.
Và mình còn có nhu cầu quan hệ tình dục, chứng tỏ sức khỏe của mình khá là tốt. Có lẽ là anh ở vùng hơi sâu một chút, cách đường cái khoảng 5 km, cho nên là khí hậu nó cũng tốt và nó cũng không nhiều các cái hoạt động khác để có thể khiến mình mất sức, đúng không ạ? Mặc dù như vậy thì mỗi anh cũng biết là mỗi một lần quan hệ tình dục là một cái lần mà nó tốn khá nhiều là sức. Bởi vì anh, thứ nhất là tuổi của anh khá là cao. Thứ hai là anh gặp các cái cô mà anh, chúng ta cứ hiểu là những cái người có cái quan hệ tình dục rất là rộng. Cho dù như thế nào, cho dù là ở Tuyên Quang đi chăng nữa thì tôi tin là các cô ấy cũng có nhiều kinh nghiệm. Bởi vì các cô ấy quan hệ với nhiều người. Thế và những cái kinh nghiệm đấy khi áp dụng lên cho anh thì anh cảm thấy là nó rất là thỏa mãn. Và chính cái thỏa mãn đấy nó có thể làm cho anh hao tổn rất nhiều sức lực trong mỗi một cuộc quan hệ tình dục. Chưa kể là 3-4 cô là 3-4 màu sắc khác nhau. Kinh nghiệm của các cô ấy làm cho anh hao tổn hơn rất nhiều, kể cả so với khi anh quan hệ với vợ. Cái thứ ba nữa là lâu lâu anh mới quan hệ tình dục một lần. Bởi vì cái đời sống của mình nó không đều đặn, đời sống tình dục nó không đều đặn. Cho nên là mỗi một lần mình quan hệ tình dục thì có thể mình quan hệ tới 2 hoặc thậm chí là 3 lần trong một lần gặp các cô ấy. Vì thế anh mỗi một lần gặp các cô ấy là anh mất sức rất là nhiều so với cái tuổi của anh. Cho anh nên một lần rồi. Vâng, khi về anh sẽ đau toàn thân. Anh cơ xương khớp của anh bây giờ nó không như trước nữa rồi. Mình hoạt động ở thể lực lớn như vậy thì nó sẽ tác động lên cơ xương khớp, rồi tim mạch, rồi là hệ sinh dục, huyết áp, vân vân, làm cho anh cảm thấy rất là mệt. Và cái chính cái mệt đấy thể hiện là anh đã hoạt động tình dục quá sức. Vâng. Còn nếu như mà người ta sau mỗi một lần quan hệ tình dục người ta thấy sức khỏe vẫn tốt, không có vấn đề gì, tươi tắn, vui vẻ thì đấy mới là phù hợp. Còn sau tư tưởng thì nó phấn khởi ạ, bác sĩ ạ. Vâng, đúng ạ. Vì lâu như vậy, theo tôi thì thế này, việc mình quan hệ tình dục với các cô gái có cái quan hệ tình dục phức tạp như vậy thì tôi chưa nói về mặt tình cảm, anh là người tình cảm. Nhưng cái nguy cơ anh mắc các cái bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục là rất cao ạ. Kể cả những cái bệnh mà anh không thể có triệu chứng ngay được như là viêm gan A, viêm gan B, rồi là HIV, thậm chí kể cả những cái bệnh mà nó có cái thời gian ủ bệnh lâu thì anh cũng không phát hiện ngay thì anh chưa thể mắc được. Trừ trường hợp những cái bệnh mà nó cấp tính, ví dụ như là lậu hoặc là giang mai. Giang mai có thể còn là thời gian ủ bệnh của nó cũng còn lâu hơn thì anh mới có thể biết được. Vì thế tôi e là cái nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục đối với anh là có ạ. Và mình xác định luôn là ở tuổi mình nếu mắc những cái bệnh đấy thì nó, cái sức đề kháng của mình nó không như trước thì có lẽ là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của mình. Vâng, nếu được thì mình có thể tìm một cái người nó phù hợp, vâng, không vi phạm về mặt pháp luật nhưng nó phù hợp với hoàn cảnh của mình, phù hợp với cái điều kiện của mình thì tôi nghĩ là nó tốt cho anh hơn rất là nhiều, kể cả về mặt tinh thần cũng như là về mặt thể chất. Một vấn đề nữa đấy chính là vấn đề về rèn luyện thể lực. Nếu như 71 tuổi nhưng mà anh không có cái hoạt động thể lực nào thường xuyên, mình chỉ đã gọi là tu thì tôi hiểu là gần như đời sống của mình nó rất là bình lặng và mình chỉ có dậy mình ăn, rồi mình bây giờ ruộng mình cũng không làm, mình chỉ có xuất vốn thỉnh thoảng một tí thuốc sâu vân vân, đại loại như thế, thì tôi nghĩ là anh không tham gia nhiều các cái hoạt động thể lực thì cái những cái mà yếu tố để cho nâng cao cái sức khỏe của anh có lẽ nó cũng không được nhiều ý. Thì cái điều kiện của mình đã rất là tốt rồi, tùy theo cái chỗ nơi anh ở có cái hoạt động thể lực gì đấy, ví dụ như là đạp xe hay là đi bộ hay là gì đó nó phù hợp với cái điều kiện của anh thì anh nên có các cái hoạt động để tăng cường cái sức khỏe của mình. Vâng. Tôi nghĩ là thế ạ. Vâng, tôi xin chào anh ở Tuyên Quang. Chào anh Đoạn. Tôi thích nghe tiếng của anh Đoạn lắm. Dạ vâng, cảm ơn anh. Trước hết thì muốn nói, vì ban nãy anh có nói anh rất là thương cảm và mỗi một lần đi với các cô mại dâm, các cô ca ve về, ngoài cái chuyện mình có một chút vui thú vì đạt được cái khoái cảm về mặt tình dục rồi, nhưng mình lại cứ thấy cám cảnh với cảnh đời đen bạc. Mỗi cô một cảnh mình thấy khổ thân các cô ấy quá.
Và đúng. Anh cho rằng là cũng cần phải kính trọng, mến yêu các cô, vì nó cũng là một nghề chân chính, mang lại ít ước lợi nhà gì đó, đúng không ạ? Đúng ạ. Tôi muốn nói với anh hai điều. Điều thứ nhất, mại dâm ở Việt Nam không được coi là một nghề, và cái việc mà hành nghề mại dâm là vi phạm pháp luật. Ở thành phố ấy, mà ở một chỗ nào, cái nhà nghỉ hay một khách sạn nào đó mà bị lực lượng thi hành pháp luật mà người ta ập vào, ta bắt được quả tang là cả hai anh chị cùng bị phạt đấy ạ, vi phạm pháp luật đấy. Kể cả người môi giới mại dâm cũng còn gọi là vi phạm pháp luật, chứ nói gì đến người mua dâm và bán dâm. Chẳng qua là thôi thì cứ ngầm rồi ở vùng sâu vùng xa không biết. Anh đến cái chỗ ấy, chắc chắn ở đấy người ta không dương cái biển là ở đây có bán dâm, đúng không? Không có. Sẽ có ai đó rất là bí mật hỏi anh là bác có cần vui vẻ không, chúng cháu điều hàng nọ hàng kia về cho thế. Và tất nhiên thì ở cái tuổi mình rồi thì không phải là gặp các cô là mình lao vào mình làm ngay việc được, thế nào cũng có tâm sự. Cái khúc dạo đầu chắc chắn cũng kể là em ở bên Chiêm Hóa, em mất chồng 3 năm nay, bây giờ một nách em 3 con, em có mỗi 2 xào ruộng, đôi khi bây giờ cũng chả biết làm gì, có bà mẹ chồng lại đang ốm, thành ra em xuống dưới này em kiếm thêm, đúng không? Đúng như thế. Xong là đại đúng như thế, xong lại cô khác về nghĩ nó mông lung lắm mà. Ồ, vâng, anh Văn ban nãy nói có một câu rằng là các cô ấy sáng tác ra nhiều cái hoàn cảnh. Với anh thì cô ấy nghĩ rằng là nói thế anh sẽ động lòng thương, thay vì một lát nữa 200 thì có thể anh hỗ trợ là 300.000 với buổi vui. Nhưng chắc chắn nếu có cô mà tiếp một anh thanh niên thì cô không kể thế. Lại ô, kể 400 là... anh ạ. Cô mà... bỏ ra 400 anh đấy, ạ. Anh cứ toàn phá giá thế chết thật. Mà không biết là đấy, cho nên là cấy có một xào ruộng thuốc sâu thuốc si vào không biết trừ đi được bao nhiêu, mà một tháng anh đi mới có 2 tháng mà tôi thấy anh khoe 8 lần. Thế này là về mặt tài chính là cần phải cân đối lại. Thì thường gọi là no dồn đói góp mà. Chứ rồi một thời gian nữa anh ổn định ở cái lứa tuổi 70 của mình ấy, nhì nhàng túc tắc một tháng đôi lần cũng quý hóa lắm rồi đó, đúng không? Thế nhưng mà như bác sĩ Hoàng Thúy Hải nói, tôi cũng nghĩ rằng anh phải nghĩ đến mặt lâu dài, trời cho mình sức khỏe, mình phải gìn giữ sức khỏe. Nay anh cô này mai cô khác á, có biết đâu một ngày cô tiếp 10 đối tượng rồi mình là người thứ 11. Và cô ấy với cái giá mà cứ 400 một người mà cô 10 người là cô có 4 triệu đấy, cũng bằng... bằng đi làm lương đấy. Thu nhập cũng khá đấy. Và cơ bản nhất là bởi vì một ngày tiếp xúc với nhiều đối tượng thì nguy cơ mà những cái người kia ấy, người ta có bệnh, người ta đổ cho cô rồi cô lại truyền cho anh, mà cái bệnh của mình ấy mà nó lộ ra rồi con cháu nó phải chở ông đi xuống chữa, vì ông bị bệnh lậu, ông bị sùi màu gà, ông lại bị HIV, thì chỉ có là đi ca ve. Thì lúc ấy có bị ngứa một lần rồi. Ngứa thì đây còn đỡ, còn may đấy. Mà anh chưa đi khám ấy, chưa biết đâu ủ bệnh gì ở trong người ấy. Cái ngứa nó chỉ là cái bên ngoài thôi, nhưng có thể có những thứ bệnh mà anh không biết được. Cho nên là hành vi mà anh cứ một tháng đi mua dâm 3-4 lần mà cứ thương cảm cô này cô khác ấy, thì biết đâu mình mới là người đáng thương nhá. Cho nên giữ gìn sức khỏe là một này. Anh tích cực lao động, anh lên rừng, lên núi, anh đổi, anh điếc, anh tham gia cái nọ cái kia cho người nó khỏe, mình sống thọ hơn cho nó vui với con với cháu. Việc tiếp theo là nếu ở địa phương anh nó có hội người cao tuổi, anh nên tham gia các ba cái tổ chức những buổi đi họp để nghe nói chuyện chuyên đề bảo vệ sức khỏe, để mời bác sĩ đầu ngành ở trung tâm y tế huyện về để nói chuyện về bệnh tiểu đường mỡ máu gì đấy cho các cụ. Thế thỉnh thoảng đóng vài trăm để đi du lịch, mình ở Tuyên Quang thì lại xuống Hà Nội hay sang Thái Nguyên. Chúng tôi thì lên Tuyên Quang đã là thích lắm rồi chẳng hạn, đúng không? Mình đi dịch chuyển cho vui. Và thật sự thế này, khi đi sinh hoạt hội người cao của tuổi ấy, biết đâu anh này gặp được cụ bà nào, gọi là cụ bà nhưng thật ra mới chỉ như bác sĩ Hoàng Thúy Hải thôi chẳng hạn, 50 chẳng hạn. Còn trẻ còn khỏe mà người ta cũng có cái hoàn cảnh mà anh biết cơ, kiểu ở xã bên ấy, đúng là chồng chết thật ấy, chứ không phải là cái cô mà do cô tả. Biết đâu mình lại có được người bạn đời. Rồi, và tôi nghĩ rằng là những cái chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn sẽ giúp anh ít nhiều, và hy vọng là cái cuộc sống của cụ sẽ gọi là lành mạnh và trong sáng hơn nhá. Tôi cảm ơn và tôi chúc sức khỏe ban biên tập anh Văn nhá, anh Đoàn là chị Hải nhá. Dạ, cảm ơn anh đã quan tâm và chia sẻ. Hy vọng anh sẽ tiếp tục theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi nhá.
Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh An Giang. Xin chào một khán giả gọi đến Cửa sổ tình yêu từ An Giang. Dạ, alo, em xin chào anh ạ. Chào bạn. Em với chồng 28 năm nay không có cái cảm giác gần gũi đó anh. Dạ, 14 năm mà em uống thuốc khoảng 8-9 năm. Rồi em đi khám người ta nói là tại em uống thuốc cho nên nó khuôn thang. Em không biết là tại em hay tại chồng em á. Uống thuốc gì? Em uống thuốc ngừa thai. À, thế là có mấy cháu bé rồi? Dạ, một đứa. Con lớn chưa? Dạ, 13 tuổi. Thế là không có ý định sinh thêm à? Tại hoàn cảnh cũng khó khăn, không có sinh thêm. Rồi, và bạn có nói rằng là mình và chồng mình có quan hệ tình dục với nhau nhưng mà không có cảm giác gì à? Dạ, chồng em cũng rất có quan hệ với em, mà em cũng không có cảm giác, rằng chồng không có cảm giác gì. Rồi, thế là một tháng quan hệ bao nhiêu lần? Một tháng, chồng em mới gần gũi em một lần. Hai vợ chồng ở xa nhau à? Gần nhau à. Gần nhau nhưng mà chồng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 39, em 37. Bạn 37, chồng 39 đúng không? Rồi, cái chuyện mà không có cảm giác khi quan hệ tình dục và cái tần suất của quan hệ tình dục của hai vợ chồng như này thì cũng rất là thấp, khi mà có khi là đôi tháng mới có quan hệ tình dục một lần. Và bạn có liên hệ là mười mấy năm nay từ khi sinh con là uống thuốc cho ngừa thai thì không biết là với bác sĩ Hoàng Thúy Hải thì bác sĩ sẽ đưa ra cho bạn lời khuyên như thế nào? Xin mời chị Hải. Ừ, chị chào em. Em có nói là khoảng 2-3 năm nay à? Hay là bao nhiêu tháng nay hay như nào nhỉ? Là các 2 em... năm nay chị. Hả? 2 năm nay chị. 2 năm nay là cả em và chồng em đều không có ham muốn quan hệ tình dục đúng không? Thỉnh thoảng 5 thì 10 họa thì mới quan hệ một lần, và cũng chỉ nhanh nhanh chóng chóng cho nó xong, chứ cũng không phải là thể hiện tình cảm thắm thiết như là trước đây đúng không? Dạ. Mà con em 13 tuổi em cũng không có ý định là sinh thêm bé nữa, bởi vì là cái đời sống nhà mình nó cũng khó khăn đúng không em? Dạ. Hai em đều làm nghề nông à? Hai chồng em làm công ty ạ. Hai vợ chồng làm công ty á? Dạ. Làm công ty thế sao? Công ty thì lương của em với chồng em thì nó thấp à hay sao mà khó khăn? Dạ, làm công ty rồi với nhà không có ruộng lương gì, không thu ăn theo cái lương của mình làm không, nếu như sanh con nữa thì không đủ à? À thế à? Ừ. Dạ. Em làm công ty gì vậy? Làm công ty quần áo, may quần áo. À, công ty may quần áo. Ừ, thế chồng em thì làm công ty gì? Dạ, là cũng làm chung với em. À, làm chung với em. Đấy, chính thế anh Văn có hỏi là, tức là hai vợ chồng vẫn ở cùng nhau đúng không? Ca kíp thì có lệch nhau không? Ca kíp có lệch nhau không? Không, đi cùng nhau. Ừ, đi cùng nhau và về cùng nhau đúng không? Dạ. Không, làm em hỏi ảnh sao mà ít có gần gũi em, ảnh lên chút xíu mà nó không xuống. Ừ, thế thì anh ấy nói sao? Anh ấy nói là nó lên, nó tính nhưng mà chút xíu rồi nó xuống à. Tức là anh ấy nói là nó chỉ lên được một lúc xong rồi nó lại xuống luôn, nó không đủ cương cứng để thực hiện quan hệ hành vi quan hệ tình dục đúng không? Dạ. Thế cái lần mà, những cái lần mà vợ chồng em quan hệ với nhau thì em thấy có đúng như thế không? Em thấy cũng có, lúc có lúc không. Lúc có lúc không nghĩa là thế nào? Tức là có lần thì quan hệ được, có lần không quan hệ được á? Dạ. Em không biết là tại em không thai nó hay là tại ảnh bắt. Thứ nhất là em có dùng biện pháp tránh thai bằng là uống thuốc tránh thai hàng ngày đúng không? Dạ, rồi em thấy ảnh giống vậy, em thấy ổn đặt vòng á. Thế có đặt vòng được không? Dạ được. Ừ, thế thì tốt rồi. Cũng vậy à, không có thay đổi gì. Tức là hiện nay thì đang tính tại vì cũng chả có quan hệ mấy mà, nhưng mà vẫn phải lo có thai ngoài ý muốn, bởi vì cũng rất là vất vả, cho nên là không muốn sinh em bé nữa, vì thế mà vẫn phải áp dụng biện pháp tránh thai đúng không? Thôi mình 37 tuổi rồi, mình tìm một phương pháp tránh thai khác thì an toàn hơn so với việc dùng thuốc tránh thai ấy.
Thế và em nếu mà đặt vòng mà nó ưa ấy, nó không bị rong kinh, nó không bị viêm nhiễm nhiều, thì nếu mà biện pháp đấy an toàn thì cũng rất là tốt cho em mà nhé. Quay trở lại cái chuyện của nhà em ý, thì chị nghĩ là nó có rất nhiều vấn đề. Tức là nó có thể là do bệnh lý của cơ quan sinh dục của chồng, và nó cũng có thể là do tâm lý nữa. Hai vợ chồng mình thì kể cả làm cùng với nhau, nhưng mà chị nghĩ là cái đời sống có lẽ nó cũng quá là đơn điệu. Nó chỉ có về đi làm rồi là ăn rồi ngủ rồi là có thể là dạy con học một chút, giao tiếp với con một chút, xong rồi cuộc sống nó cứ lặp đi lặp lại như thế, đúng không? Cái giao tiếp đối với nhau nó cũng ít, cái chia sẻ đối với nhau nó cũng ít. Thế và những cái điều mà va chạm trong cuộc sống nó cũng không nhiều, đúng không em? Chính vì thế nó làm cho cái cuộc sống của mình nó rất là đơn điệu. Cái thứ hai nữa là có thể là chồng em bị mắc các cái bệnh của cơ quan sinh dục thật. Bởi vì là với một cái người ở độ tuổi 39, nếu như mà đời sống của người ta tốt, sức khỏe không có vấn đề gì, thì nó vẫn là cái giai đoạn mà đỉnh cao của ham muốn tình dục. Chứ nó chưa phải là lớn tuổi hơn nữa thì nó mới có thể nó giảm đi. Thế và ở đây có lẽ là bạn ấy cũng có thể liên quan tới cái rối loạn cương dương. Bởi vì là dương vật nó không đủ cương cứng để có thể thực hiện được cái việc quan hệ tình dục, đúng không em? Dạ. Thì có thuốc gì để cho uống cho nó cải thiện lên? À, bây giờ thì không thể nào mà có thuốc gì để uống ngay lập tức được. Mà em phải cùng với cả chồng em đi khám nhá. Em cũng chồng em chưa đi. Anh ấy không ngại. Đúng rồi, ai cũng thế, ai cũng rất là ngại. Đặc biệt là nam giới thì họ rất sợ là họ có bệnh mà lại bảo là họ yếu chẳng hạn, là họ rất là sợ. Tuy nhiên thì cái mà gây ra cái rối loạn cương dương ấy thì nó có thể là bệnh lý của cơ quan sinh dục, nhưng nó cũng có thể là bệnh lý của các cơ quan khác ngoài cơ quan sinh dục, nhưng nó liên quan tới cái việc cung cấp máu, liên quan tới hoạt động của cơ quan sinh dục. Chính vì thế mà để tìm được nguyên nhân là tại sao chồng mình lại bị như thế thì em với chồng em phải đi khám. Chứ còn không ai có thể đi ra hiệu thuốc, cũng không ai dám mà kê thuốc hay là bán thuốc cho nhà em. Nếu có thì chỉ là bán thuốc Viagra hoặc là những cái thuốc để cương tạm thời thôi, điều trị triệu chứng thôi, chứ nó không phải là điều trị nguyên nhân. Thế và cố gắng cải thiện cái cuộc sống của mình. Nhưng trước mắt là hai vợ chồng phải đi khám nhé. Em với cả chồng em đi khám và nói rằng là em hỏi bác sĩ rồi, cả hai vợ chồng mình cũng phải đi khám xem nó có bệnh gì không. Đấy, có thể bệnh ở đấy có thể là bệnh của cơ quan phía bên ngoài chẳng hạn, vân vân. Thì hai vợ chồng mình đi và hy vọng là sẽ tìm được nguyên nhân, mình sẽ cải thiện được cái chất lượng quan hệ tình dục. Từ đó thì cái đời sống của nhà mình nó sẽ được tốt hơn nhá. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Rồi. Cảm ơn. Hai vợ chồng dắt tay nhau đi khám đi nhá. Như thế thì cuộc sống sẽ thú vị hơn rất là nhiều. Chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nghệ An. Xin chào một khán giả gọi đến Cửa sổ tình yêu từ Nghệ An. Vâng, em nghe đấy ạ. Rồi, chào bạn. Con trai lại vừa được 2 năm, 3 năm rồi anh ạ. Nó có thai 2 lần rồi mà không đạt đấy mà khỉa đã anh ạ. À thế à, thế hiện tại thì có đang có thai không? Dạ chưa ạ. Ồ, rồi, và đây cũng là cái điều mà chị đang băn khoăn đúng không? Vâng, vâng. Chắc là bà muốn bế cháu quá rồi đúng không? Thế đây là con đầu cháu sớm à? Dạ không, em còn nói chung con dâu em cũng có vấn đề. Em cần muốn hỏi bác sĩ về cái tình trạng của con dâu em vì nó mang thai 2 lần rồi không được anh ạ. Rồi, chị trình bày đi. Dạ, em... Thôi bác sĩ, là con dâu em mang thai lần đầu tiên ấy là cũng được 4 tháng thì khi tủy ối nó thò ra, mà thai thì vẫn sống đấy ạ. Thai vẫn bình thường mà khi tủy ối nó thò ra thì là sau đó thì đưa xuống bệnh viện tỉnh ấy. Bệnh tỉnh ấy mà cũng họ không có cách nào khác thì họ cho khi tủy ối đây là tiêm thuốc cái đứa bé đã. Rồi. Rồi lần thứ hai thì nó mang thai thay đổi ạ, mà cũng được 4 tháng thì lại là khi đầu tiên là được 12 tuần đi nó đi khấu cũng ở tiền tỉnh ấy. Rồi. Sau đó thì cũng được 4 tháng thì nó lại đi hử.
Rồi. Ừ, thì đưa ra bệnh viện sản phụ của Hà Nội á, phụ sản Hà Nội á. À. Thì họ lại từng họ chọc rồi nước phổi nó ra thì tới thái rồi, khi đó là phải tiêm cho thái đá cho thái vẫn sống bình thường ấy, vẫn phát triển ấy. Rồi bây giờ em muốn hỏi là cái tình trạng đó thì do nguyên nhân vì sao mà đừng... Tóm lại là chị có con dâu, chúng nó lấy nhau được 3 năm nay rồi. Và hai lần mang thai thì là đều bị sảy thai và phải chỉ định cho thai ra ngoài, đúng không? Bởi vì là như chị trình bày thì cái lần thứ nhất thì là cái chỗ ý của con dâu là nó tụt xuống. Lúc là nó rộng đến mức mà nó tụt cả từ ngõ được cả túi ối đi ra ngoài, đúng không? Rồi lần thứ hai tức là chị cũng đã, chị và vợ chồng con trai cũng đã đi đến bệnh viện tỉnh và bệnh viện trung ương rồi và có chỉ định là phải khâu khép lại, đúng không, để cho giữ thai. Thế nhưng mà nó lại tụt lần thứ hai và lần này thì đã ra bệnh thì lại là không tụt đấy ạ, mà lại là nó hở thôi, chỉ mới hở thôi thì đưa ra bệnh viện phụ sản thì cũng không giữ lại được, đúng không? Và chị cũng đã đưa con dâu đến gọi là bệnh viện tuyến đầu rồi, đấy là bệnh viện phụ sản ở ngoài Hà Nội, đúng không? Thế nhưng cũng không giữ được thai. Chị đang băn khoăn là cái hiện tượng của người con dâu ở bộ phận sinh dục như thế có cách nào khắc phục không? Và nếu mà không khắc phục được thì phải có biện pháp như thế nào để có thai bình thường, đúng không? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng, tôi chào chị. Dạ, em chào bác sĩ ạ. Vâng, thực ra là nghe chuyện của chị, mình thấy thương con dâu nhỉ? Nó hai lần có thai mà lại đều không giữ được thai như thế. Nó không những ảnh hưởng về mặt sức khỏe đâu, mà tinh thần của con nó cũng rất là căng thẳng và nó buồn. Thế thì đấy, cho nên là mẹ phải động viên nó rất là nhiều, chứ đừng có dằn vặt hay là làm cái gì đấy để cho nó phải suy nghĩ. Bởi vì với một người phụ nữ mà như vậy là buồn lắm rồi đấy. Vấn đề là con nhà mình chắc là cái cổ tử cung nó thấp chị ạ. Và cái cơ, các cái cơ của nó không tốt, cho nên nó mới có thể bị cái khi mà có thai thì nó mới tử cung nó mới sa xuống và nó có thể gây ra đến cái hiện tượng như vậy. Thế và tôi thấy là chị có nói là chị mang con ra ngoài bệnh viện phụ sản ở Hà Nội rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng, thì các bác sĩ ở đấy nói là cháu bị sao hả chị? À thế này bác ạ, lần kia lần 6 đấy nó mang thay đổi bác ạ. Và được 4 tháng nó hở. Thì là kiểm tra đi siêu âm ở chỗ bệnh viện Huyện Huyền ấy. Và mẹ của cháu cùng là bác sĩ ở Huyện Huyền bác ạ. Nhưng mà thì nói là hở một tí thôi, nhưng nữa là thế là đưa ra bệnh viện phụ sản của Hà Nội ấy. Thì giá là họ kiểm tra xong họ cho cái mổ vịt ấy. Đưa vào là họ kiểm tra thì là khi đó là cái ổi nó phụt ra. Thế à? Thì là bắt buộc bắt buộc là phải đưa thai ra thôi, chứ con thai thì khi đó vẫn con tính thai vẫn con đập mà. Thương nhỉ? Vâng. Dạ. Vâng. Nhưng mà tại vì thai mới có 4 tháng cho nên là kể cả có đưa ra thì cũng không thể giữ được. Dạ. Em bé cũng không thể sống được. Rồi là vâng, em muốn thưa với bác sĩ thế này, đôi đợt này thì em cũng có đứa cháu ra ở chỗ bệnh viện là Nam học của Bảo hiểm nguồn của Hà Nội ấy để khám. Vâng ạ. Nhưng mà bọn em vẫn muốn để bác sĩ tư vấn ra xem đến thế nào và biết được nguyên nhân lý do sao mà lại bị như vậy. Nhưng mà ra đó thì bác sĩ cũng khám chung mà mình không thể hỏi được cặn kẽ như thế bác ạ. Cho nên vâng em muốn chương trình để tư vấn để em lý do như thế nào mà bị như vậy. Vậy là muộn khi khắc phục đợt sáu này thì đến như thế nào? Vâng ạ, vâng. Tôi nghĩ là đối với trường hợp nhà mình có lẽ là do vấn đề cơ địa của cháu nó có vấn đề về cái chỗ cơ quan sinh dục của nó, cơ của nó, cái cơ thắt của nó, hoặc là các cái vấn đề liên quan tới tử cung nó cũng có thể gây ra những cái hiện tượng như vậy. Đấy, chứ còn là bây giờ mà chị hỏi là tại sao nó như thế thì có tới 50 hoặc hơn 50%, thậm chí còn không có nguyên nhân cơ chị ạ. Vâng, thế thì bây giờ trong trường hợp nhà mình thì như thế này. Thứ nhất là mẹ cháu thì cũng là y tế rồi, cho nên là cũng có kiến thức và cũng có các cái kinh nghiệm cũng như là các cái mối quan hệ để có thể hỗ trợ cho cháu trong cái vấn đề này. Con nhà mình có lẽ là nên
phải chuẩn bị thật là kỹ trước khi mà quyết định có thai của lần tiếp theo. Thế cái việc mà hai em bé sinh đôi thì nó cũng đã hơn một năm nay rồi. Thế mà sức khỏe của con tốt, con hồi phục tốt cả về sức khỏe, về thể chất thì cũng có thể là mang thai lại được rồi chị ạ. Vâng, cái thứ hai là khi mà con chuẩn bị có thai thì có lẽ là theo tôi thì nên phải gia đình phải cho con ra ngoài Hà Nội đến bệnh viện phụ sản trung ương ấy ạ. Ở đấy người ta sẽ có rất nhiều các cái kỹ thuật chuyên khoa sâu để người ta kiểm tra cho con và hỗ trợ sinh sản cho con, để làm sao mà cũng như là dự phòng được những cái rủi ro, cũng như dự phòng được những cái nguy cơ có thể xảy ra cho con thì mới có thể là xử trí sớm được chị ạ. Có lẽ công cuộc này nó phải khá là chuẩn bị thật là kỹ, và kể cả về kinh tế để mà đưa con ra ngoài này, cho đến khi mà con phải được đến 4-5 tháng, tức là tương đối ổn định rồi thì con mới có thể quay về Nghệ An được. Tôi nghĩ là thế. Đưa con ra tận ngoài này đi để các bác sĩ người ta sẽ kiểm tra kỹ cho con hơn, hỗ trợ cho con, kể cả hai vợ chồng nó, để thì mới có thể may ra mới có thể đỡ được chị ạ. Nhá. Chị đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thúy Hải rồi chứ? Và tôi còn nghe đồn là với những cái trường hợp như thế này có khi còn phải treo chân lên đúng không ạ? Nó tùy nguyên nhân anh ạ. Vâng. Vâng. Thực sự là rất là khó chứ cũng không phải là dễ trong những cái trường hợp như thế này, bởi vì là cháu bị tái đi tái lại. Dạ vâng. Vâng, 2-3 lần mà thai thường là đến cái lúc ấy là thai nó to rồi. Dạ vâng. Thì tử cung nó mới xa, thì nó mới xuống, thậm chí là xa có thể là xa sinh dục đến mức độ là túi ối còn lọt cả ra ngoài. Túi ối còn vâng, túi đấy. Trường hợp này. Nhưng mà bác sĩ ạ, em muốn hỏi, đến nay đợt đó bởi vì là cũng đi ra phụ sản thôi, nhưng mà vâng ạ. Theo cháu nói thì là cảm thấy là ở chỗ đó cháu cũng nghĩ là bác sĩ làm những cái việc hoặc là những cái nói tư vấn hoặc là những cái kiểu cái cách chăm sóc ấy thì nó vẫn cũng được yên tâm. Thì là theo bác sĩ thì cháu nó muốn là đợt này nếu mà muốn có ấy thì là muốn ra ở chỗ bệnh viện lắm, nó khó có làm. Chị ơi, chị dẫn con ra viện phụ sản trung ương là tuyến đầu rồi. Đúng rồi. Đừng tin ở những cái nơi khác. Và cái điều quan trọng nhất là trước khi các cháu quyết định có thai thì nên đi khám trước. Chứ còn cái đợt vừa rồi mà song sinh thai đôi đấy, thế nhưng mà không sinh được á, thì đã là lúc ấy quá muộn rồi nhá, chị nhá. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Xin chào chị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hà Nội. Alo, chào anh ạ, chào tất cả các bác trong chương trình ạ. Chào bạn. Vâng ạ. Câu hỏi của bạn là gì? Em thấy nhau thì kết hôn từ năm 2010 đến năm 2022 thì hôn nhân của bọn em có đổ vỡ, thì nói đơn giản là có nhiều cái vấn đề khó khăn lắm, nhưng đơn giản là em bị cắm cái sừng nó dài quá. Thế là khi bị cái sừng dài quá thì em cho là họ không có sự gắn kết với em, thì em chủ động làm đơn để em chia tay. Nghĩa là em chia tay rồi, nhưng mà mình nghĩ đơn giản là chia tay rồi thì thôi, để cái phần đó thì dừng lại cho người khác. Ai có khả năng đan lại được hạnh phúc cho nhau thì em, nhưng mà rồi kia người ta vẫn muốn thiệt hạ mình nọ trai ấy, nhờ chương trình giải đáp để giúp đỡ em. Thế tóm lại là hai vợ chồng chia tay nhau khoảng 1-2 năm nay đúng không? Cô ta có đi bước nữa chưa? Chưa. Thế và bạn nói là bạn bị cắm một cái sừng rất là to, thế sừng ở đâu biết chưa? Biết chưa? Hả? Biết ạ. Rồi, thế tại sao họ không đến với nhau à, sau khi được giải thoát? Thật ra là xong họ lại chia tay nhau rồi. À, rồi, thế cái vấn đề thứ hai tôi muốn hỏi là bạn nói rằng là cô ta muốn triệt hạ bạn đúng không? Thế, triệt hạ như thế nào? Triệt hạ như nó đơn giản là như kiểu mọi vấn đề trong cuộc sống của mình, hay hôn nhân, nọ trai, hay mọi việc làm ăn nọ trai, nói chung là họ dùng bằng những cái hành động như kiểu lời nói có tác động đến những cái đối phương mà để mình
đến với họ, đến nghĩa là họ cứ nghĩa là cái người kia người ta cứ nói xấu về mình nọ trai. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi nhỉ? Em năm nay 39-40 rồi. Rồi, và lấy nhau 12 năm như thế thì có mấy bé? Và các bé hiện tại đang ở với ai? Em chưa có bé nào ạ. Chưa có con đúng không? Trong mười mấy năm đó, vâng, đúng không? Bạn đã từng bao giờ đi khám ở đâu chưa? Tôi đang nghi bạn có mắc cái bệnh gì đấy là hơi hoang tưởng đấy. Em cũng có đi khám rồi. Ngày trước gọi là mình cũng gọi là cũng ảnh hưởng tí. Khi ra viện phụ sản uống thuốc điều trị thì ngon lành ok. Xong rồi chữa chạy đủ thứ nọ trai các thứ đầy đủ. Kể cả vợ nó ảnh hưởng tí. Xong là chứ khám thì người ta kết luận bạn bị bệnh gì mà phải uống thuốc? Sinh lý nó hơi yếu một tí ạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn. Rồi, chào em. Em trai Hà Nội là ở đâu em ơi? Huyện gì? Em thuộc về Phú Xuyên ạ. Phú Xuyên, ở rồi. Hiện nay mình làm ăn gì? Làm chủ thầu hay là đại lý hay là kinh doanh buôn bán hay là chạy hàng hay là nông nghiệp, làm nghề? Em ngày trước mà còn ở với nhau thì em làm dân buôn bán cá mú, nói chung là đồ tươi sống. Nhưng hiện giờ từ hồi chia tay nhau thì giờ thì em chuyển sang là em lái xe. Ồ, biết lái xe hả? Xe thuê hay xe của mình mua? Ngày trước có xe nhà nhưng mà nói chung là... Bán nó rồi? Bán, bán rồi, bây giờ đi lái thuê ạ. Thế ở với bố mẹ hay là ở mình? Ở bố mẹ chứ anh, ở mình thì có khi nó lại cắm một bữa lại ăn ba. Rồi, đang ở với bố mẹ đúng không? 40 tuổi rồi. Có nghĩ đến chuyện đi đâu đó mà làm mà ăn xa đi một tí không? Thoát khỏi Phú Xuyên đi không? Để cho nó đổi đời đi một tí không? Thì hiện nay đang bị cái bà vợ cũ bà cứ triệt hạ như thế. 40 năm lấy vợ, 40 tuổi lấy vợ, 12 năm không con không cái là còn yếu sinh lý. Xong rồi còn bị cắm sừng. Xong bây giờ là cứ ở nhà đi lởn vởn để cho người ta triệt hạ mình. Thế sao không thử làm một chuyến đổi đời? Ra hẳn Hà Nội vào hẳn Bình Dương, Đồng Nai đi làm công nhân công ty gì đó đi. Mình mở mang trí tuệ, đầu óc nó sáng sủa lên. Mình có cơ hội mình gặp gỡ người ở đây, ở đó, ở nọ, ở kia cùng hoàn cảnh chẳng hạn. Đổ gãy hôn nhân, hai người thương nhau. Đến lúc mà ăn ở với nhau có con rồi đưa về làng ấy, cô ấy không còn triệt hạ mình được nữa. Đến lúc ấy mình khỏe rồi, đây ta có vợ có con rồi. Đúng không? Em nhiều khi em cũng muốn đi nhưng mà nghĩ một phần mình cảm thấy mình có lỗi là mình cứ thấy thương cha thương mẹ, đi thì bố mẹ cứ buồn, bố mẹ cứ khóc. Này em cứ ở nhà một cái thằng con trai 40 tuổi không vợ không con cứ giật già giật dẹo ấy bố mẹ mới buồn. Chứ bây giờ mình đi mình làm mình khỏe mạnh mình có tiền, xong rồi lúc trở về nó tự tin dẫn theo một cô gái bố mẹ mừng rơi nước mắt luôn. Bố mẹ không buồn đâu, bố mẹ em 40 chắc bố mẹ cũng chỉ 70 chưa? Đến rồi ạ. Đấy, 70 mà em cứ đi cho mấy năm em làm lại cuộc đời đi. Chứ cứ luẩn quẩn ở nhà mà cứ bị thấy thằng con trai nó cứ bị triệt hạ bố mẹ cũng không vui. Cho nên là đi đi nhá. Em xoay chuyển cuộc đời của mình. Đừng có tương. Nhưng mà báo cáo là em lại có bạn gái ở gần đây rồi nên là em cũng không thể đi được đâu xa luôn. À ừ, thế thì... Bạn gái có tin tưởng mình không? Có chứ ạ. Ừ. Em ngoài cái yếu sinh lý ra thì xin lỗi là đã quan hệ với bạn gái chưa? Tránh trường hợp lại yếu tiếp. Chưa nhỉ. Thế hả? Mà em ở cạnh bạn gái em có nhu cầu không? Mới quen anh ạ. À mới quen thôi mà cũng đã không xa được rồi. Mới quen thì cũng đã không xa được rồi. Chỉ muốn nó quanh quẩn đấy. Thứ nhất là em có rất là nhiều vấn đề. Thứ nhất vấn đề về sức khỏe. Hai là vấn đề về trí tuệ, tinh thần của mình nó cứ bí bí làm sao em ạ. Cho nên là có lẽ nếu có điều kiện mà em cần phải đi khám. Thứ nhất là sức khỏe tổng thể. Thứ hai là kể cả về mặt tâm sinh lý nữa ấy. Nhá. Chứ bây giờ cứ mới quen một cô gái đã thấy không dám vượt ra khỏi vợ cũ thì chắc là người ta chỉ nói xấu một câu thì đã nghĩ người ta triệt hạ. Xong rồi 40 tuổi rồi không cai được sữa bố mẹ, không thoát khỏi làng, vẫn cứ luẩn quẩn ở quanh đấy thương cha thương mẹ, xong rồi thấy cuộc sống nó cứ luẩn quẩn quá nhá. Trước hết là em phải khẳng định bản thân đi, là một người đàn ông khỏe mạnh đi, có yếu sinh lý nhưng mà người thì phải khỏe, kiếm được tiền, nuôi được bản thân, thế rồi làm chỗ dựa cho bố mẹ già sau này.
Thế còn mình sau này mình gặp gỡ, đi khám đi, nếu mà thực sự ra yếu sinh lý nhưng mà một tuần hay là một tháng vẫn quan hệ được, chất lượng tinh trùng tốt thì vẫn lấy vợ, vẫn có con. Cái chuyện là sinh lý yếu với cái việc là không có khả năng có con là nó khác nhau. Có những ông rất yếu sinh lý, một năm với quan hệ với vợ có một lần, nhưng chất lượng tinh trùng lại rất ok, lại có khung cái lần ấy lại thành có con. Thế còn của em thì 12 năm mà không có thì có thể là không chỉ yếu sinh lý mà cái khả năng vô sinh vô siếc cũng có thể là một thứ để nghĩ đến. Và cũng đó là lý do mà khiến cho không giữ được vợ đấy. Vợ chán rồi cắm sừng cắm sẹo cũng chính vì lấy chồng mà cái nhu cầu tình dục vợ chồng nó không được thỏa mãn, khiến cho ta bị bỏ đói. Mà đói thì dễ ăn vụng, túng dễ làm liều. Cho nên là em phải thay đổi căn bản toàn diện nhiều thứ ở bản thân mình, chứ không phải chỉ là làm cách nào để vợ không triệt hạ nhé. Rồi, rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, và hy vọng là bạn sẽ tìm được cái đường hướng tương lai phù hợp nhất đối với mình. Làm nào mà để như anh Đinh Đoàn chia sẻ là đừng có bí thế nha, vượt ra khỏi lũy tre làng đi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Xin chào một khán giả gọi đến Cửa sổ tình yêu từ Bắc Giang. Alo, em đây ạ. Chào bạn. Vâng. Bạn băn khoăn điều gì khi gọi đến chương trình của chúng tôi vậy? Vâng, em có muốn câu một cái chuyện em muốn hỏi chương trình là tư vấn cho em xem là em đang băn khoăn ạ. Rồi, băn khoăn gì vậy? Vì chồng em mất từ 2007 thì bây giờ em đi lại với người này thì mới được 3 năm. Thì là trong 3 năm đấy thì không có vấn đề gì, nhưng đến thời gian giờ thì em thấy ở cái hai bên gọi là biện của anh đấy thì lại kiểu là nó cũng có cái nổi những cái nấm tấm lên như là ngứa. Thì sau em hỏi bà thế cũng đi khám cho nó bị làm sao, thì kêu bảo là nhà là kiểu nuôi hồ nuôi cá ao lội thì bắt đầu nó đấm ngứa ở đấy. Nhưng mà ngứa ở đấy thì là sau anh ấy mua thuốc bôi cũng uống một thời gian nó khỏi rồi, thì sau nó thân thân rồi thì sau bắt đầu lại uống rượu thì bắt đầu nó lại bị thì sau bây giờ thì tự dưng là cái đầu dương vật cái kiểu không phải ở ngoài mà nó ở gần trong một tí thì nó lại nổi hai cái nốt to như là hai cục thịt, cái kiểu là nó bằng một nốt là nó bằng đầu ngón tay rồi, nhưng một nốt thì nó nhỏ hơn. Thế thì bây giờ em mới muốn hỏi chương trình xem là không biết là bị làm sao mà em có dám, em lại băn khoăn em không muốn dám đi lại với người ta nữa, em sợ. Rồi, thế là chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 51 ạ. 51 mà thế đã mồ côi chồng tận mười mấy năm rồi cơ à? Vâng, chồng em mất từ 2007 cơ. Rồi, thế và vâng. Quen cái ông này là 3 năm, ông này bao nhiêu tuổi, có vợ con thì không? Ông này vợ mất rồi thì là năm nay hơn 60 rồi anh ạ. À, hơn 60. Thế và vâng. Vẫn chiến đấu đều à? Vâng, thì một tháng cũng chỉ đi tầm độ 4 lần, 3 lần chẳng hạn thế. Rồi, thế là cũng cố gắng túc tắc tuần lần đúng không? Dạ. Thế nhưng mà đột ngột thì là như chị nói thì ông ấy có lầm nuôi cá à? Chắc là ông lội suốt ngày ngoài. Ông ấy có hồ đấy, nuôi cá. Lội nó ngấm vào bẹn thế xong là viêm nhiễm gì đó đúng không? Thế xong rồi có khi là cá nó lại đớp cho chỗ ý cái thế là nó mới sưng vù lên, có cái hai cái mà nó to bằng đầu ngón tay đúng không? Vâng, thế bây giờ trên đấy thì lại có hai cái to bằng cái đầu ngón tay, một cái to bằng đầu ngón tay thì một cái thì nhỏ hơn. Thì bây giờ em mới sợ. Thế là hồ nuôi cua hay là nuôi cái cá? Cá. Thế đấy, cá lại cá chấm to lấy 7 8 cái 10 cân thì chết. Vâng, tính cá. Thế đã dẫn ông đi khám ở đâu chưa hay là nhìn thấy thế sợ chết khiếp là chạy luôn? Em chưa, em chỉ bảo anh ấy là về cái đoạn kia thì phải xem đi xem thế nào, thì hôm em hỏi thì anh ấy bảo là anh ấy đi nuôi mẹ anh ấy ở trên bác sĩ ở trên bệnh viện Bắc Giang, thì anh hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo là nó mà phải đi cắt thì em bảo không biết là thế nào cho nên em sợ. Nhiều khi người ta lại muốn to thêm một đốt ngón tay là sung sướng lắm rồi đấy. Dạ. Em sợ bệnh nạo lọ bệnh kia bệnh gì chứ. Rồi biết đâu là cục thịt thừa sao hoặc là con gì lỡ dưới ao nó cắn. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng. Tôi chào bạn. Vâng, em chào chị Thúy ơi. Mình lo là đúng mà. Vâng, em lo lắm. Không phải là lo chỉ cho mình đâu mà đúng là lo cả cho ông ấy nữa. Vâng. Ông ấy có những cái bệnh tật gì, nó có, cho dù nó có lây sang mình hay không lây sang mình, nhưng mình đã yêu ông ấy thì nó cũng vấn đề sức khỏe, mình cũng phải lo chứ.
Dạ. Vâng. Thế và cái nghề của ông ấy là cái nghề nó cũng khá là khó khăn, tức là cái nghề liên quan đến đầm hồ, hay nói cái khác là anh này tiếp xúc với nước rất là nhiều. Và chính cái nghề như thế nó là cái nghề mà rất dễ phát sinh các cái bệnh về da liễu. Dạ. Cho nên là những cái bệnh, anh ấy kể cả những cái vấn đề liên quan đến nấm chẳng hạn, hay là những cái bệnh ngoài da mà anh ấy có mắc, thì nếu có điều trị nó cũng rất khó có thể khỏi được hoàn toàn. Nó có thể chỉ điều trị sau đó nó khỏi một thời gian. Nếu như mà anh ấy lại tiếp tục phải làm cái công việc đấy, môi trường nó luôn luôn ẩm ướt, nó cũng rất là mất vệ sinh, nó rất dễ là nhiễm các cái loại ký sinh trùng cũng như là nấm hoặc là những cái loại gây bệnh khác. Thì bệnh ngoài da là cái bệnh mà những cái người làm cái nghề đó người ta rất hay bị nhá. Thế nhưng mà cái đấy thôi, ngoài ra thì trông nó cũng có thể về mặt thẩm mỹ rồi cũng có thể làm mình ảnh hưởng một chút đến cảm xúc, nhưng mà cái mà ở cơ quan sinh dục của anh ấy thì tôi nghe có thể nó là một cái polyp gì đó, nó có thể là một cái polyp hoặc là một cái viêm nhiễm cơ quan sinh dục, nhưng mà nó để lại cái khối rất là lớn, và nếu như cho dù nó là bất kỳ nguyên nhân gì thì chắc chắn phải đi điều trị. Dạ. Phải đi khám và điều trị. Bởi vì nếu như để lâu ấy, thứ nhất là nó có thể nó gây bít tắc cái niệu đạo. Thứ hai là nó có thể lan lên trên và nó gây ảnh hưởng, rồi nó hỏng mất cả cái dương vật hoặc là cơ quan sinh dục của anh ấy. Nhá. Dạ. Và cái thứ ba là chắc chắn để những cái như thế thì không thể thực hiện được cái hành vi quan hệ tình dục bình thường. Và nó sẽ làm ảnh hưởng tới cả bạn nữa. Thôi cho dù là bây giờ chỉ quen anh ấy thôi, còn không biết là có quyết định lấy anh ấy hay không, thì cho mình, cho dù gì thì mình cũng đã cũng có quan hệ với người ta rồi, thì động viên ông ấy đi khám nhé. Cả hai anh chị cùng đi khám, và để mình đi để cho ông ấy yên tâm và ông ấy thấy cũng tin cậy mình hơn. Thế còn để nếu có vấn đề gì thì bác sĩ người ta sẽ khám rồi người ta sẽ điều trị, càng sớm càng tốt bạn ạ. Để biết chắc chắn là như thế nào thì phải đến bệnh viện, và từ đó thì họ mới kết luận chính xác được. Bởi vì tất cả những cái lời như bạn chia sẻ thì cũng chỉ là chúng tôi nghe được thôi, chứ chúng tôi cũng gọi là không nhìn thấy và cũng không có biện pháp nào để có thể khẳng định đó là cái gì nhá. Vâng. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thế Hải. Alo, xin chào một khán giả của đến từ Đắk Lắk ạ. Dạ, em đây. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì vậy? Anh. Vâng. Dạ. Bạn trình bày câu hỏi đi. Dạ, em chuyện em dài lắm, nhưng mà em tóm tắt ngắn gọn nhất ra thể để khỏi mất thời gian của anh. Rồi, bạn nói đi. Dạ, em thì việc của em là cách đây 20 năm, em cũng lấy chồng, cũng có con. Có hai đứa con, hồi đấy là một đứa học lớp 7, một đứa học lớp 5. Rồi. Cuộc hôn nhân của em là không có hạnh phúc cho nên cũng đã chia tay. Rồi. Cái thời gian chia tay thì em về nhà mẹ, ba mẹ của em ở. Rồi. Em ở thì em gặp anh này. Em gặp anh thì hai đứa em cũng quen nhau tìm hiểu cũng hơn một năm. Rồi. Hai đứa em cũng về sống chung với nhau, mà do thời gian đấy là anh có cái nhà riêng. Rồi. Dạ. Anh có cái nhà riêng thì hai đứa em về ở đấy, thì ba má của anh cũng gần nhà ba má anh luôn, cách một cây số à. Rồi. Thì ba má của anh thì vẫn chấp nhận, thì ba má của em thì cũng chấp nhận, nhưng mà người lớn, ba má em thì muốn hai người lớn thì gặp mặt để nói chuyện với nhau, không có cưới hỏi gì hết. Rồi. Nhưng mà ba má của anh á, thì lại không có chịu ra nhà ba má em. Kiểu là chấp nhận em nhưng mà không có người lớn nói chuyện với nhau. Thì ba má em vẫn thương con, thì ba má cứ vậy. Thì thời gian trôi qua thì tới nay cũng 9 năm rồi anh. Hồi thế à? 9 năm thì, dạ, hai đứa em vẫn sống, vẫn hạnh phúc, vẫn như vậy. Nhưng mà chuyện em muốn nói ở đây là thời gian từ cái hôm mà ngày lễ 2 tháng 9 vừa qua anh. Tới là... Dạ, cái em với anh là cũng về nhà ba mẹ tìm chơi. Về chơi thì cái 3-4 ngày trước thì cái điện thoại của em nó lại hư, thì không gọi được. Thì cái bữa về nhà mẹ chồng chơi ngày 1, rồi bắt đầu ngày 31 chứ, xong ngày 1 ở lại. Thì chiều đấy em mới qua nhà ông anh, là anh chồng, ông gần nhà ba má chồng luôn. Em qua đấy chơi thì em thấy có tiệm điện thoại sửa gần bên nhà ông anh chồng, em mới đem qua. Em cho thợ sửa thì thợ kêu là bây giờ cũng 4-5 giờ rồi, bây giờ sửa là lâu thôi, để ngày mai.
Vậy là ngày mai về em lấy về thì em cũng nói y như chồng vậy á. Em nói là thợ nói như vậy, vậy sáng mai thì ngày một đấy thì gia đình của anh á, là ba má anh với anh, với anh chồng rồi cũng đi, là đi công việc, là đi từ sáng tới chiều về luôn. Thì nói em á là bây giờ ba má nói là con đi chơi luôn cho vui, mà đi tới miền Tây rồi. Thì em mới say xe, em nói dạ không, con không đi, con ở nhà. Sẵn là con qua bên nhà ông anh, con sửa điện thoại luôn. Hôm qua thợ nó nói như vậy á. Thôi ba má đi đi, con ở nhà. Thì chồng em với ba má đều đi hết, thì em ở nhà. Ở nhà thì em mới sửa đóng cửa, là 9 giờ sáng em sửa đóng cửa qua sửa điện thoại. Thì con em chồng nhà nó ở gần bên. Thì nó mới qua, nó nói chị với bé uống cà phê. Thì em nói dạ không, em đi uống đi, đi ăn sáng đi chị, ở nhà chị đi sửa điện thoại. Thì con em nó mới nói dạ vậy thôi chị ra sửa điện thoại đi. Vậy thì em mới nói là em ơi, chị chỉ khóa cửa dưới không hà, còn cửa trên lầu là nhà, do nhà con em là cũng nhà lầu, nhưng mà nhà nó là thông qua nhà là nhà chồng. Kể gì đến đêm chưa xong câu chuyện đâu. Nói có trước có sau chứ. Có trước thì, có sau, nhưng mà kể thế này đến đêm. Bữa đấy thì có mình em ở nhà, nhưng mà bà già chồng bữa đấy về thì nhà bà không biết là mất cái gì. Nhưng mà bữa đấy thì em đi về nhà thì bà ấy gọi, bà nói là con bữa đấy con ở nhà là ai tới, rồi có ai tới, rồi nói cuộc điện thoại đấy là rất là nghi ngờ. Nhưng mà mấy bữa đấy thì em thấy chồng em cũng rất là khác, nhưng mà em không biết là nhà ta nói chồng em mất cái gì. Rồi. Dạ, mất cái gì, nhưng mà gọi điện cho nên nói rất là khó chịu với em. Thì qua bữa sau em cũng lên nhà ba má chồng em hỏi, má ơi bữa đấy nhà mình có chuyện gì, mất cái gì hay sao? Thì ba má em mới nói là không có gì hết á. Nhưng mà thấy chồng em khác cả tuần ấy, không nói rằng gì hết, mà rất là buồn. Thì em hỏi anh cũng không nói. Rồi. Thì anh nói là có chuyện gì thì em tự biết, và em cũng không dám về trên đấy. Như hồi giờ em sống là cũng ai cũng thương, nhưng mà giờ về thì lỡ như ví dụ có mất cái gì thì nghi ngờ em nữa. Cho nên từ hôm cả hơn tháng này em không có về. Rồi. Thế là em hỏi chương trình á, cho em lời khuyên là bây giờ phải nên làm sao. Chứ giờ về đấy thì mấy người cũng coi tình ý, nghi là mất cái này cái kia, nghi cho em là không được. Nhưng mà em không về thì em cũng không có muốn làm chồng em buồn. Rồi, thế là bây giờ là hai vợ chồng có con chung không? Dạ không. Không có con đúng không? Hai người con của chồng đầu thì là ai nuôi? Dạ thì bây giờ nó lớn cũng đại học ra trường hết rồi, em vẫn nuôi. Năm dạ. nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em 40 tuổi. 40 tuổi mà con đại học ra trường rồi á? Thế lấy vợ năm lấy chồng năm mười mấy tuổi chưa? Dạ 20 tuổi anh. Rồi, tóm lại cái câu chuyện của bạn rất đơn giản và ngắn gọn, mà bạn kể thì nó quá dài. Thì em là phải có đầu có đuôi nói như vậy. Có một lần trong cái bữa lễ mùng 2 tháng 9 thì cả nhà chồng đi vắng, bạn ở nhà trông nhà, đúng không? Dạ. Và bạn tranh thủ đi sửa điện thoại, về thì cũng không biết mất cái gì, và cái thái độ của gia đình nhà chồng và người chồng nó khiến bạn cảm thấy áy náy. Và cũng từ cái áy náy này, bạn từ hôm mùng 2 tháng 9 đến nay là chưa quay về đúng. Nhà chồng lần nữa. Dạ. Đơn giản là bây giờ giải quyết bằng cách nào, đúng không? Thế thôi, đúng không? À. Rất đơn giản mà. Lại giờ em không biết làm rồi. Sao. Tóm lại là từ sau cái bữa đó là thái độ của chồng rất là khác. Mặc dù đã hỏi chồng là mất cái gì rồi, hoặc là có sự việc gì xảy ra rồi, nhưng không ai trong nhà chồng cũng như chồng nói cho mình hiểu, đúng không? Cái tâm của mình cứ cảm thấy áy náy. Mình bị nghi ngờ đấy, nhưng mà bây giờ em như vậy là em không muốn về, nhưng mà không muốn về thì chồng em là đứa con rất là có hiếu, cũng phải muốn là có gia đình, có vợ, có con, chứ giờ em không về thì làm sao được. Mà giờ về trên đấy thì mọi người lại cứ không nghĩ là em không thiệt, rồi là em cũng không muốn, cho nên giờ em không biết đường nào hết. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ. Rồi, xin chào. Dạ, em chào anh Đinh Đoàn. Trước hết thì phải nhớ rằng mình không phải là một cô bé mới lớn nha. Mình là một người phụ nữ đã ngoài 40. Mình đã có con lớn trưởng thành. Muốn hỏi một chút xíu này. Cái ông mà mình gọi là chồng hiện nay thì trước đây ông có vợ bao giờ chưa? Có rồi nhưng mà không hạnh phúc thì cũng bỏ rồi mới gặp em. À rồi. Dạ. Về mặt luật pháp là hai người đến với nhau một cách đàng hoàng. Trai không vợ, gái không chồng, đúng không? Chỉ có điều rằng là cái điều gì ngăn cản hai người không đi làm hôn thú? Cũng không mới quan trọng cái đấy đâu, cứ nói vậy ạ. Rồi, mình là người đàng hoàng, trai không vợ, gái không chồng. Nếu hai người thương nhau, thôi thì bố mẹ đã lớn rồi, không cần bố mẹ hỏi vợ hay gả chồng cho mình. Mà hai đứa tự
thương nhau, đưa nhau đi ủy ban nhân dân xã hoặc phường làm một cái đăng ký kết hôn, cái thủ tục để được pháp luật công nhận đấy là cuộc hôn nhân thực sự, đúng không? Nó có mất cái gì mà ảnh hưởng kinh tế, người ta có đòi hỏi mình phải đút lót cái gì đâu. Chắc là nếu mà có lệ phí chắc đôi trăm là cùng, tôi nghĩ như thế. Thế thì đấy là cái yếu tố thứ nhất. Rồi bây giờ đấy, thực ra chung sống với nhau không hôn thú này, không có con chung này, chẳng có nhà, có cửa này. Một ngày nào đó ông ấy chán, ông ấy xách túi ra đi, mình cũng chả thể gọi đấy là chồng mình. Giống như là hai người thích thì ở với nhau. Anh trai em nói cái đấy em không quan trọng đâu, nhưng mà quan trọng bây giờ là từ hồi giờ 9-10 năm nay người ta vẫn tin tưởng em hết mực, em làm cái gì người ta cũng vừa ấy. Mà hôm bữa em cũng nghe mắt em lên hỏi cha mẹ chồng sao ba nhà mình cá chiệt về, thì ba mẹ chồng kêu không có, thì em cũng nói thẳng vấn đề. Do là con cũng sai nhiều quá, không cưới không hỏi, cho nên bây giờ nhà có chuyện gì thì không coi con là người trong gia đình, cho đúng nên rồi. Nghi ngờ con. Thì em nghĩ là em không về nữa, nhưng người ta coi về mình thì như là không một được. Người ta coi mình như cái chỗ cho con trai người ta vui thôi, còn anh kia thì thôi ở được thì ở, lúc nào thì ở, biết đâu gặp được một ai đấy tốt hơn, có điều kiện hơn, anh ấy hoàn toàn có thể buông mình để anh ấy đến với người ta. Thế cho nên là đây là mối quan hệ gá nghĩa thôi, không gọi là vợ chồng được nha. Nếu mà thực tế là mình không phải là một đứa trẻ để mà bảo là chúng nó mới sống thử, mà đây là sống sống không hôn thú đó, giống như cặp bồ thôi. Mà cặp bồ mà không còn hợp nhau nữa là dễ, người ta cứ đường ai người đi lắm. Cho nên biết đâu đây là khúc dạo đầu của cái việc mà để người ta buông dần dần. Đấy là cái thứ nhất. Cái điều thứ hai là bạn cứ lo rằng bạn trông nhà cho người ta xong rồi mất cái gì. Tôi thì tôi nghĩ thế này này. Người ta đưa bạn về đấy, người ta rủ bạn đi chơi ở đâu đó. Người ta mong muốn là có bố, có mẹ, có vợ, có chồng. Nếu như bạn coi người ta là chồng. Dù bạn có say có nôn thì bạn uống thuốc say thuốc nôn đi, để người ta mong muốn có một ngày vui thì bạn đòi ở nhà trông nhà, thế xong lại lên nhà ông anh để sửa điện thoại, đúng không? Thế có nghĩ rằng người ta ngờ mình là lấy lý do là không đi xong ở nhà để đi lên chỗ nhà ông anh ấy cái gì đó không? Chứ còn thì nếu tôi nghĩ rằng là nhà người ta mà mình coi nhà không tốt á, người ta mất cái xe đạp hay người ta mất cái đồng hồ về người ta kêu toáng lên ngay. Có thể họ hiểu lầm mình, họ thử thách mình. Đấy, về đây vui chơi, cả nhà vui vẻ, rủ thì không đi, mình xem xét lại. Chứ còn thì mình đã chủ động, mình hỏi mà người ta không trả lời thì đài cũng chịu chết. Có điều mình phải nhạy cảm một chút đi. Mối quan hệ của mình nó vô cùng bấp bênh. Bởi vì ngay từ ban đầu mình cứ nghe ông ấy nói rằng quan trọng gì đăng ký kết hôn. Nhưng mà thật ra nó phản ánh một cái thực trạng là người ta coi mình chỉ là một chỗ đi lại thôi, đúng không? Chẳng có trách nhiệm gì, không con, không cái, không tài sản chung, đăng ký kết hôn không. Bây giờ một ngày nào đó, ông ấy mà yêu được một cái bà mà đại gia, bà ấy sẵn sàng mua ô tô cho ông, lại có một cái nhà lầu chẳng hạn. Thế thì mình không thể bảo là đây là chồng của tôi để ngồi để mà giữ được, nhá. Thế cho nên là nếu, một thì là tiếp tục duy trì mối quan hệ này và phải nói chuyện với anh ấy, em biết. Thực sự ra bây giờ tình cảm anh dành cho em thế nào? Có còn thương em nữa không? Có còn muốn tiếp tục đi đến cuối con đường không? Nếu tiếp tục thì bây giờ em rất muốn là đi làm đăng ký kết hôn. Đấy cũng là một bài thử đấy. Nếu mà ông bảo ok, nếu mà anh thì anh không quan trọng, nhưng nếu em thích thì anh chiều. Thế thì ít nhất nó có một cái ràng buộc gì đó. Còn hiện nay là như hai đứa chơi đồ hàng. Thích thì làm vợ, đóng vai vợ chồng, không thì hạ màn và giải tán nhá. Chứ còn cái vấn đề mà mất cái gì kia nó chỉ là một cái chuyện nhỏ so với lại một cái mối quan hệ bấp bênh. Như bây giờ em muốn về nhà chồng chơi, nhưng mà em lại... Cái chuyện bạn muốn về hay không về nhà chồng, đấy là quyền của bạn nhá. Bởi vì anh Đinh Đoàn vừa chia sẻ với bạn đấy, mối quan hệ của bạn và người chồng kia nó có danh chính ngôn thuận đâu nhá. Xin chào bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, em chào anh ạ. Chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy ạ? Dạ, em cho em tư vấn về phụ khoa đó anh. Rồi, em, bạn nói đi. Em là sinh năm 76, 48 tuổi. Rồi. Thì cho em xin hỏi cái bệnh viêm nhiễm cái sinh dục của em là 2 năm về trước em có đi tái khám, thì nó bị
huyết trắng mà nó như là nó dai dai, nó không bị hôi mà nó ngứa. Thì em có đi khám bác sĩ có nói là em bị viêm. Viêm thì cho thuốc uống mà không biết em bị viêm cái gì nhưng mà nó có hai cái mục ở trong đó. Em đi soi đội soi thì nó có hai cái mục như là cái hạt đậu của mình vậy đó, nó mềm. Thì bác sĩ nói nếu mà to thì đi đốt, còn không to thì để tại không có sao. Nhưng mà khi mà em về em đặt thuốc á, khi mà em đặt thuốc á thì được một hai ngày cái nó hết xong nó ra cái chất đó, nó ra cái đầu em ngứa dữ lắm. Em ngứa mà em chịu khoảng 2 năm nay. Em đặt thì nó hết mà mấy thì mình gần mũi vợ chồng nó cũng ngứa. Thì em có đi khám qua, bị khám lại thì người ta nói là em đi tiểu nhiều, đêm thì em đi 7-8 lần. Giờ bác sĩ có nói là em do bị viêm nhiễm, em nên đi cái nên do đi tiểu nhiều là nên viêm nhiễm của cơ quan của mình, cho nên mới đi tiểu nhiều. Rồi. Thì em xin hỏi bác sĩ tư vấn cho em. Tức là tóm lại là bạn bị viêm nhiễm phụ khoa 2 năm nay rồi. Và cái biểu hiện lớn nhất của nó là ngứa và có dịch đúng không? Dạ, nó dai, nó như là một cái váng sữa mà nó mình uống mà còn cái cặn mà nó dai lắm á. Rồi. Nó bạn, dai mà, dạ. Bạn so sánh với váng sữa từ đồ ăn nó nhảy xuống cái chỗ đồ ý. và 2 năm nay chỉ đi khám một nơi đó thôi à? Dạ, em khám cách đây gần 2 năm. Và không đi khám thì lại? Em có đi khám lại, em cũng có đặt thuốc mà nè. Rồi, khám lại gần nhất là ở đâu vậy? Dạ, ở 175. 175? Em bị 175. Dạ. 175. Và cách đây bao lâu? Dạ, cách đây cũng 5-6 tháng. Chứ chưa đi tái khám của cái bệnh viện 175 ấy à? Dạ, chưa. Ừ, lúc trước thì em, năm ngoái thì em có đi khám bệnh viện Từ Dũ. Rồi. Xong rồi em mới lấy thuốc uống. Uống xong rồi em mới qua bên 175 cho gần bên em rồi. Em đi khám thì có người ta lại, nói có là hai lần đi khám đi tiểu nhiều là do mình bị viêm nhiễm. Rồi, có hai lần đi khám, một là Từ Dũ cũng không đi khám lại và sang 175 thì cũng không đi khám lại, đúng không? Dạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Tôi chào bạn. Dạ, chào chị. Năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, em 48 tuổi. 48 à? Kinh nguyệt của em dạo này thế nào? À, 2 năm trước thì em có đi khám thì em thấy kinh nguyệt em cũng vẫn đều, nhưng mà bác sĩ em hơi bất quả. Thì bác sĩ có nói với em là chị vui vẻ lên, tại vì tiền mãn kinh chị có nóng bất quả không thì em vẫn có hết, đau nhức mình mẩy lắm á chị. Rồi bác sĩ nói là em tiền mãn kinh rồi thì em cứ vui vẻ lên, rồi tập thể dục hàng ngày vậy đó. Thế bây giờ thì bác... kinh nguyệt nó nào em? Sao chị? Kinh nguyệt của em dạo này thế nào? Dạ, có lúc đúng ngày, có lúc thì nó hơi trễ, có lúc thì sớm là cả tuần. Thế rồi à? Có khi thì nó bị 2 ngày, có khi để 1 ngày rồi nó ít xỉu luôn, nó không có gì. Thế đúng là mình đã bước vào giai đoạn tiền mãn kinh rồi. Kinh nguyệt bây giờ hiện tại là nó không ổn định. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn tiền mãn kinh như thế này ấy, là do cái nội tiết nó thay đổi ấy, nó sẽ làm cho cái pH của, tức là cái môi trường âm đạo của mình, nó cũng rất dễ bị viêm nhiễm. Đấy là một trong những cái triệu chứng của tiền mãn kinh thì rất nhiều người phụ nữ hay gặp cái biểu hiện như của em nhá. Cho nên là mình cũng không có gì là phải lo lắng quá. Có điều là chị thấy em nói chuyện với anh Văn á, thì cái điều trị của em nó chưa được triệt để. Nó em tái khám quá ít và nó không, cái điều trị của mình nó không đúng theo cái hướng dẫn của bác sĩ. Bởi vì khi mà mình lúc đầu có thể mình chỉ là những cái viêm nhiễm thông thường, rồi nó có những cái polyp hoặc là những cái viêm cái tuyến bacterin như là cái cục mà em tả đấy. Thế sau đó thì mình điều trị nó không triệt để và nó lại gây sang một cái khá là không tốt, đấy chính là viêm đường tiết niệu. Cái triệu chứng mà đi tiểu nhiều ấy, người ta gọi là đái rắt ấy, thì đấy là triệu chứng của viêm đường tiết niệu nhá. Nó như thế là có nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của mình, đặc biệt là trong cái giai đoạn như hiện nay hoặc tiếp theo một vài năm nữa, khi mà bước hẳn vào giai đoạn mãn kinh thì trong cái giai đoạn đấy nó sẽ còn nhiều những cái vấn đề khác của sức khỏe nó sẽ phát sinh. Nhưng bây giờ như thế này, em ở Sài Gòn, em ở Thành phố Hồ Chí Minh thì nó có rất nhiều các cái bệnh viện có thể điều trị được cho em. Thế và cái quan trọng là như một bệnh viện đã làm, tức là người ta phải xét nghiệm cái dịch sinh dục của mình.
để tìm xem nguyên nhân nó là gì. Cái mà em mô tả về cái trắng trắng ý, thì nhiều khả năng đấy là nhiễm nấm. Vì khi nhiễm nấm nó hay có những cái triệu chứng như vậy. Thế và điều trị thì nó mình phải tuân thủ đúng cái hướng dẫn của bác sĩ, kể cả tái khám, kể cả phương pháp điều trị như thế nào, chứ mình không thể tự điều trị ở nhà hoặc là điều trị không đúng theo, nó chỉ đỡ đi thôi, nó đỡ chứ nó không phải là khỏi hẳn ấy. Thì khi mà mình điều trị nó đỡ như thế thì cái mầm bệnh nó nằm im, nó sẽ không gây bệnh cho em tưởng là khỏi nhưng thực ra nó không phải là khỏi. Chính vì thế mà riêng trong cái điều trị viêm nhiễm cơ quan sinh dục là buộc phải tái khám là vì như thế nhá. Và kể cả điều trị em cũng nên điều trị ở cơ sở y tế chứ không nên tự điều trị ở nhà. Dạ, em có đi khám xong rồi bác sĩ có cho thuốc em thì em uống rồi cái em hết rồi em cũng không có đi tái khám. Đúng rồi, đấy. Dạ. Tức là khi mà mình, như chị đã nói rồi đấy, lúc đặc biệt là em mới chỉ có uống thuốc thôi ý. Nó còn nếu đúng ra thì nó phải phối hợp rất nhiều phương pháp. Vừa đặt thuốc này, rồi thuốc uống này, thậm chí là trong những cái trường hợp mà ngứa nhiều, rát nhiều, người ta còn phải cho cả thuốc bôi nữa. Hoặc là người ta sẽ cho mình sử dụng một số các cái sản phẩm để cân bằng lại cái độ pH của môi trường âm đạo thì nó mới giúp cho cái cơ thể của mình nó sinh ra kháng thể, rồi là nó sẽ phối hợp rất nhiều thứ thì mới có thể khỏi bệnh được nhá. Em đang ở trong cái giai đoạn rất là nhạy cảm. Theo chị thì chị không biết là ở cái bệnh viện 175 của em hoặc người ta có khoa sản không, nhưng mà mình phải đến cái bệnh viện có khoa sản nhé. Người ta sẽ kiểm tra lại cho mình thật là kỹ. Sau đó thì em cố gắng bố trí thời gian để điều trị cho nó triệt để. Chứ còn nếu không ấy, tình trạng này mà nó kéo dài thì nó trở thành mãn tính. Và khi đó thì khi đi khám lần này em phải kiểm tra luôn cả cái tiết niệu nhé, xét nghiệm cả nước tiểu luôn để xem mình viêm đường tiết niệu nó ở đoạn nào. Nếu nó ở đoạn thấp, tức là nó ở chỉ mới ở phía của ở phía dưới thôi thì điều trị nó còn dễ, chứ còn nếu như mà nó lại lên đến bàng quang chẳng hạn, hay là nó lên đến niệu quản hoặc nó lên đến thận thì điều trị nó rất phải phức tạp. Vì thế là cái việc này là phải bố trí thời gian để đi khám luôn em nhé. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Chúc bạn có một sức khỏe thật tốt nhé. Xin chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Ninh Bình. Xin chào một khán giả gọi đến từ Ninh Bình. Tôi đang nghe đây ạ. Xin chào anh Văn. Dạ vâng, chào anh ạ. Phải nói là anh là dưới ngưỡng mộ của tôi, cá nhân tôi riêng mà tất cả là 99% nói chung là anh và chị Hà với anh Đoàn phải nói là tuyệt vời. Ôi trời, cảm ơn anh. Người ta bảo là Mác Lênin đi nói là học nữa học mãi, nhưng mà những cái chất giọng như của các anh các chị chắc học cả đời không có ai dễ bằng vậy. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Xin lỗi anh, năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cho các anh và các chị làm sao mà mạnh khỏe trường thọ mà làm được cái chương trình này, tức là lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa anh nhá. Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Xin lỗi anh, năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Để cần dành thời gian cho người khác anh Văn ơi. Dạ. Cho tôi gặp bác sĩ Hoàng Thị Hải một tí để tiếp kể về cái bệnh. Dạ vâng, anh cứ trình bày đi, các chuyên gia của chúng tôi đang ngồi trong trường quay và đang nghe anh nói đây. Anh Văn này, năm 2002 là cái bị siêu cái chủng uốn ván. Thế là như vậy là trong cái tháng đó thì ba người xuống đi tuyến trên. Nhưng mà cứu được mỗi mình tôi, coi như là từ cõi chết trở về cũng đã xuống các ông bà rồi. Ủa thế à? Vâng, thế bây giờ như vậy là nên bây giờ thì thừa nhận là chết là còn chưa hết, mà chỉ có đi vào thế giới lâu dài hơn và vĩnh hằng hơn. Dạ vâng. Thế bây giờ thì mới nói với anh thì từ ngày đấy thì về thì như vậy là cái mất ngủ thì nói đây chắc là bọn chị Hải anh biết. Dạ vâng. Đã tiêm Senosen và Ven nhưng cũng vẫn không ngủ được. Vâng. Thế mà ngủ mà chỉ được hơn tiếng trong một đêm, mà từ đấy về thì so với trước đây thì coi như là cũng chỉ khoảng là mà trước đây 5 tiếng, bây giờ chỉ được 3 tiếng, 2 tiếng thôi, là từ 2002 đến nay. Vâng. Nhưng mà không hiểu làm sao mà cái áp huyết của tôi ấy, vâng, thì nguyên có 190 thì xuống chỉ đến 180. Thì đã nói nhiều lần cũng lo sức khỏe, đã ra đại học đi khám, mà ra đến đây các bác sĩ còn bảo là đưa cho ông cái xe để ông ấy để đu nông đi, ông phải mua cho áp huyết ngay. Wow. Nhưng mà xong là vẫn không sao, thế lại vẫn cứ uống nửa chai rượu, vài bát phở, chả việc cái gì. Mà không kiêng những cái gì mà áp huyết người ta kiêng. Mà uống tới về đây rồi gọi bác sĩ khám cho tôi là lo lắm.
như vậy là thấy nó cao quá như vậy, không ai dám chuyển. Có một đợt là có người bác sĩ trưởng đa khoa là nhân viên tưởng là chưa khám đoa rồi sẽ chuyển cho tôi, và bác ấy thấy mở hết cỡ nhưng chuyển xong hai chai à ba chai mà có hơn 2 tiếng đồng hồ thì mở hết cỡ mà. Vâng. Thế mà sao bác sĩ trưởng khoa nó vào là giật mình là coi như nhất ra, mà bác bảo người khác bảo là nếu như vậy thì sẽ chết ngay. Alo, nếu xin lỗi anh một chút ạ. Alo. Dạ, alo. Dạ vâng, xin lỗi anh. Anh tập trung vào cái vấn đề mà mình mong muốn hỏi cửa sổ vâng tình yêu nhé. Vâng ạ, nên sẽ hỏi vậy. Thế là từ ngày đó, thế là đi đấy, đi làm việc của em mà nó cứ cao như vậy, mà uống tức là tới 2 viên áp huyết, người ta uống 1 viên, tôi uống tới 2 viên nhưng nó cũng không hạ được bao nhiêu, chỉ có hạ được có đến xuống 109 xuống 108 đúng không? Vâng. Rồi. Thế mà đi hỏi bác sĩ Hải xem là như vậy thì nó như thế nào, mà nên điều chỉnh bằng thuốc men gì? Rồi. Để cho nó ấy. Với cái bệnh huyết áp của anh như vậy thì anh có đi khám hàng tháng không ạ? Có, vẫn khám. Và bác sĩ có mỗi lần khám thì có điều chỉnh thuốc cho anh không ạ? Cho thuốc nhưng kia không uống vì không thấy nó làm sao. Cho mà thuốc nhưng không uống thì anh đi khám cho vui à? Dạ. Sao lại anh hàng tháng anh vẫn đi khám, vẫn nhận thuốc của bảo hiểm nhưng anh không uống, đúng không ạ? Vâng, không uống ạ. Thế thì thôi anh ở nhà chứ anh đi khám làm gì? Vì không thấy nó sao anh ạ. Người ta cho thuốc mà anh không uống thì rõ ràng là vẫn cao rồi còn gì nữa. Vâng, mà cho thuốc đấy nhưng không uống. Nhưng cái mà huyết áp ý, anh cảm thấy là nó không cơ cao là bởi vì anh chưa bị một cái cơn đột quỵ nào thôi. Còn khi đấy, đã đơn đột quỵ rồi thì anh còn chả biết gì nữa cơ. Vâng, ra Hà Nội họ cũng bảo vậy. Các bác sĩ cũng động viên như vậy, về cứ phải nên uống, nếu không làm sao cứ phải uống. Đúng rồi, anh không làm sao là bởi vì là anh quen với cái việc huyết áp của anh cao như vậy rồi. Vâng. Thế thì thầy cứ cơm nước rượu chè cứ ổn áp. Huyết áp thì rất cao như thế mà vẫn uống cứ nửa chai rượu một lần thì thôi rồi. Đúng như vậy đi. Nếu bác sĩ giỏi ở cấp huyện đây là quen với tôi đấy mà. Nó chưa đến ngày đến giờ thôi anh ạ, nhá. Vâng, còn nếu mà đến ngày đến giờ thì thôi, lúc ấy không khoe được đâu, nhỉ? Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh. Vâng. Vâng, tôi chào anh ạ. Vâng, chào chị Hải. Vâng, tôi lúc đầu tôi nhận được lời chúc của anh ấy, chúng tôi rất là vui và rất là cảm ơn anh. Vâng. Nhưng mà nghe cái câu chuyện của anh ấy thì thật sự là tôi thấy lo lắng quá. Vâng. Vâng. Thứ nhất là anh đã thoát được một cái lần cửa tử, đấy chính là cái uốn ván. Đúng rồi. Quả thật là ơn rời. Vâng, ơn rời là anh lại được sinh ra lần thứ hai đấy ạ. Chứ còn vâng, nếu mà đã lên cơn uốn ván ý, mà vâng, điều trị thì đấy, anh như anh nói rồi đấy, 3 người thì đi 2 người, còn mình anh trở lại đúng không? Vâng. Thế ông bà lại đuổi lên rồi. Tôi đã giật co hết như là cái đóng thuyền. Nhưng vâng mà ạ, tức là anh đã lên cơn uốn ván rồi đấy. Thế vâng và đã mà thoát được cái đấy thì thật sự là chúc mừng anh lắm ý. Thế nhưng mà vâng, sau đó thì tôi cảm giác là có lẽ là anh thoát được cái lần đấy rồi, anh chả còn biết sợ là cái gì nữa. Và anh cũng chả coi tính mạng hay là sức khỏe của mình nó ra làm sao nữa. Huyết vâng áp của anh là thường là 190, là nó cao như thế, là nó cao trường diễn. Và anh vâng có thể chịu được cái huyết áp ở cái mức độ đấy và nó chưa gây ra những cái tai biến hoặc là nó sẽ gây ra những cái biến chứng mà có thể nguy hiểm tới cái vâng tính mạng của anh. Anh chưa thấy quan tài nên anh chưa đổ lệ. Anh chưa sợ. Năm nay anh mới có 60 tuổi đúng không ạ? Đúng không? Vâng, vâng chị ạ. Cuộc sống của mình còn rất là dài. Tôi rất mong là nếu như lần sau mà anh có gọi cho chúng tôi ý, thì chia sẻ là tôi đi điều trị. Vâng. Rồi là thuốc nó như thế này, tôi uống nó như thế này, vân vân và vân vân. Những cái tín hiệu rất là vui mừng với sức khỏe của anh nhé. Vâng, vâng ạ. Anh đang đùa với sức khỏe của mình một cách rất là đáng sợ. Chị Hải ơi. Dạ. Cho tôi hỏi tí nữa mà sao từ ngày đấy giờ đi là về thì cái quan hệ tình dục thì nó vâng ví dụ là nó trước nó gần tháng nó gần được 2 lần. Vâng. Nhưng mấy mươi năm nay thì tức là ví dụ 6 tháng không được lần nào. Vâng ạ. Nhé. Vâng, bởi vì vâng sao? Bởi vì là nhưng mà vẫn cứ ham muốn, vẫn cứ ấy nhưng mà đúng rồi ạ. Nhưng cậu nhỏ dưới nó lại không nghe. Vâng ạ, cái đầu của anh không có vấn đề gì nhưng mà ở vâng dưới, ở dưới có thể là tình trạng tăng huyết áp. Nó đã làm cho cái việc cung cấp máu cho cơ quan sinh dục của anh nó không đảm bảo để nó vâng đạt được cái độ cương cứng của dương vật. Cho nên là một là anh trên bảo dưới không nghe hoặc là anh chưa đi đến chợ anh đã tiêu hết tiền rồi. Vâng. Không, nó vâng không tiêu hết, nó không được. Vâng, chẳng có tiền mà tiêu đúng không ạ?
Vâng, không có tiền để tiêu. Thôi, bây giờ thì việc của anh là ngay ngày mai, theo tôi thì anh phải đi đến bệnh viện ngay ạ. Và tuân thủ đúng cái phác đồ điều trị đối với bệnh nhân tăng huyết áp. Kiểm tra xem là mình có mắc thêm một cái nữa là tiểu đường hay không. Bởi vì hai cái bệnh đấy nó cũng thường, nó rất thích đi đôi với nhau nhá. Mới đi hôm qua xong chị ạ. Thế thì điều trị luôn đi anh nhá. Điều trị vâng, đúng. Chứ còn tiểu đường mỡ máu hay gan này khác, cái gì là bộ phận, không có gì hết. Vâng, có thế thì mừng rồi. Nếu là nếu khám là các bác sĩ đẳng cấp cao như các chị đấy là cũng giật mình. Cái của anh thì cũng chả cần gì phải cao đâu ạ. Người bình thường, bác sĩ bình thường như chúng tôi có thể với một cái huyết áp một tối đa là 190 thì tất cả đều giật mình, chứ không phải là riêng gì bác sĩ đẳng cấp mới phải giật mình. Có thì điều là làm đây mà đi đến như vậy là khám mà không bao giờ dám chuyển chúng cái gì cả, kiểu truyền cho nó mát thổi mới chị. Ngay ngày mai anh ngay ngày hôm nay anh điều trị đúng cái thuốc mà bác sĩ người ta kê cho anh, và tháng sau tái khám đúng cái ngày mà người ta quy định cho mình nhá. Vâng vì tôi có sổ tháng nào cũng đi khám. Vâng dạ vâng, anh đi khám nhưng mà anh không sử dụng thuốc thì anh coi như là bằng không nhá. Vâng, và anh đang rất coi thường sức khỏe của mình đấy. Xin khoa học, còn tôi đang quay lưng lại với khoa học. Đúng trời rồi. Nhưng anh mà làm tôi thế là không chúc anh các chị nhé, một lần nữa phải nói là lâu lắm gặp các anh các chị ngang gặp được gặp bác Hồ. Mãi hôm nay mới gặp rồi. Cái điều quan trọng nhất và cái điều chúng tôi vui vẻ nhất đó là anh nên tuân thủ cái anh Đoàn tí nữa cơ, nhưng mà rồi vâng, anh nên tuân thủ các phác đồ điều trị, nhất là với bệnh cao huyết áp. Bởi vì làm sao, huyết áp nó sẽ đi liền với cái việc mà rất dễ đó là nhồi máu cơ tim này, rồi là đứt mạch máu não này, rồi là đột quỵ đấy. Lúc ý thì nằm một chỗ thì mới thấy là tiếc quá, sao mình lại không theo cái phác đồ điều trị bác sĩ đã cho mình. Thấy làm đúng rồi, uống rượu cần cứ tắm một ngày 3-4 ngày nước lại mới chẳng thấy nó sao gì. Đấy, bởi vì anh bác sĩ Hải đã nói rồi, anh chưa thấy quan tài đâm ra chưa đổ lệ nhá. Xin chào anh, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Vài lần anh ạ. Dạ. Quen nhìn quen tài quen quá rồi, lâm giờ coi thường nó đấy nhỉ. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hà Nội ạ. Chào anh em Minh Đoàn ạ. Chào quý vị nhá. Dạ vâng. Tôi ở Hà Nội, tôi năm nay 55 tuổi. Vâng. Thì tôi thì cái việc của tôi lao động hệ tự do. Vâng. Thế bây giờ là mình tôi đi làm về là vợ con này nắng 40 độ để tôi đắp chăn bông. Thế thì vợ con đang trả hỏi thăm đến nơi, tôi cũng nói chuyện với bà mẹ vợ và tình hình là tôi đi làm về này. Vợ trả hỏi thăm thì đến nơi, bà mẹ vợ bà bộ giờ thì nếu vợ không đánh gió không hỏi thăm đến nơi thì đến con, thì bây giờ theo quý vị thì theo anh Minh Đoàn mà thế thì cần gì đến vợ đâu đúng không? Mà tôi là rượu, tôi không uống rượu chè, không uống cờ bạc, không chơi, không trai cái gì cả. Thế bây giờ lúc này là tôi đi làm về là mua con ngan, con vịt về, luộc chín chặt thành đĩa nên bảo các con ăn, mẹ con biểu tình không ăn. Thế thì bây giờ mà vợ tôi cứ nói câu gì là tôi chỉ muốn đánh một, bởi vì câu nói mới nó phụ công người khác. Mình thì tôi đi làm về thì tích cóp tiền các thứ gì. Em gian cửa làm nhà nó may không bị rột đâu, con vợ nó nói bảo là phí tiền với phí nọ với kia thì cái nhà cửa không may nó rột thì không may rột thì mình phải sửa chứ đúng không, làm sao bảo là cứ phí tiền mình không nói phụ công người khác. Rồi. Theo anh Minh Đoàn như thế thì tốt nhất là riêng mỗi người một nơi, làm đơn mỗi người ở một nơi có nên được như thế không nhỉ? Hiện tại anh còn sốt 40 độ không đấy? Dạ. Hiện tại anh có đang sốt không đấy? À, tôi sức khỏe khỏi rồi. À, khỏi rồi. Thế cái đợt sốt đi cách đây lâu chưa? À, cái đây là 2-3 tháng rồi. À, thế thì cái lúc đang sốt thì là anh bảo là đi về là sốt đắp chăn 40 độ đúng không? Đúng rồi. Vợ không hỏi thăm, con không hỏi thăm nhỉ? Đúng không? Vâng. Ờ, cái thời điểm ý thì hai vợ chồng có mâu thuẫn gì không? Cái lúc mà anh sốt ý, trước đó. À, đúng rồi, chả có mâu thuẫn gì cả, bởi vì thứ nhất là bởi vì kinh tế chúng tôi là bây giờ tôi đưa người ta bảo là cái chồng như cái giỏ vợ như cái hom anh ạ. Thế bây giờ tôi đưa bao nhiêu tiền để tiêu hết bao nhiêu, bây giờ là ra đều không đưa tiền là cô ấy là thì tóm lại cũng là có mâu thuẫn đúng không? Đúng giờ là ông ốm thì mặc ông đúng không? Rồi rồi
Thì bây giờ là mong muốn của anh là cảm thấy chán quá, vợ không được vợ quan tâm thì là có nên là chờ bỏ mỗi người đi một nơi hay không, đúng không? Đúng rồi. Các con lớn chưa? À, con bé nhất hôm nay 14 tuổi. Rồi, thế lớn nhất bao nhiêu? Con lớn nhất là 19 tuổi. À, thế là chưa lên chức ông chức bà đúng không? Sinh năm 99, năm nay 23, 4 tuổi. Rồi. Bây giờ anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào anh. Vâng. Được. Chào anh nha. Chào Đinh Đoàn nha. Vâng, mình ở đâu đây? Tôi tối nào tôi nghe cái chương trình của anh. Vâng. Anh ơi, bây giờ mình ở đâu? Tôi ở Hà Nội, ở Thanh Oai. À, Thanh Oai, vâng. Vâng. Nhà mình kinh doanh hay là anh làm nghề hay là nông nghiệp hả anh? Tôi làm nông nghiệp, tôi lao động tự do. À, lao động tự do. Vì ban nãy thấy anh nói là trước đây đi làm kiếm tiền về đưa cho vợ thì nó vui vẻ, bây giờ không có tiền không đưa nữa thì nó cho nhịn. Thế thì tưởng là anh đi làm cái gì ở đâu mà trước đây hàng tháng có cái thói quen là đưa tiền cho vợ rồi, bây giờ thì không. Thế nguồn sống của gia đình mình hiện nay là cái gì? Chủ yếu là nông nghiệp thôi mà. Nông nghiệp ấy đi làm, tôi thì đi xây dựng, đi xây, còn vợ ở nhà đi phụ may biết các thứ mà may quần, may quần gia công ấy mà. Tóm lại thì kinh tế không khó khăn lắm đúng không ạ? Vâng. Vâng, không đến nỗi đứt bữa, mình không khá giả. Này, ban nãy anh có trách rằng là mình đắp chăn rồi sốt như thế, vợ nó lẻn đi tắm nó bỏ mặc. Thế bình thường ấy, những ngày ốm ngày đau, vợ ốm đau anh có chăm không? À, có chứ, tôi thì lại ngược lại, tôi lại nóng ruột hơn người khác, bởi vì tôi, quan điểm của tôi bây giờ mình chớm bị, mình chưa ở nhà thì không mất tiền, mà để nặng quá đi bệnh viện thì coi bác sĩ bác nói bao nhiêu phải giả bấy nhiêu chứ làm sao mà ấy được. Tóm lại là mình kiểm điểm lại đi, cho đến giờ mình nói thật lòng đi, bởi vì sống với nhau chắc cũng 30 năm rồi đúng không? Vâng. Thì anh thấy anh sống có mẫu mực không, có tử tế không? À, tôi sống thì nói chung thì các em các kia thì nói chung là con cái thì nói chung là nó cũng quý hóa cả, nhưng mấy năm nay rồi vì là cái kinh tế thì bây giờ nói với anh trong gia đình đưa theo vợ được tiền thì đưa thì dễ mà lấy tiền ra thì khó lắm. Thế thì tôi cũng làm, tôi bớt lại ít để rơi tiêu vặt các thứ hàng ngày thôi, nhưng mà tiền lương thì mình đi làm thuê thì hàng tháng mới lấy tiền lương chứ làm sao lấy hàng ngày được. Tôi thì tôi nghĩ thế này này. Vâng. Cái gì nó có nguyên nhân của nó đấy. Vâng. Bởi vì vợ có thể giận anh, nhưng mà hai cái đứa con, một đứa sinh năm 99, năm nay 23, 24 rồi, một đứa 14 tuổi. Bố mà đi làm, bố mang tiền về nuôi con, cho con ăn học, bố sống mẫu mực, thương yêu vợ con, có con ngan cũng mua mang về chặt ra dâng lên cho vợ và con ăn. Sống như thế tôi không tin rằng có cái người nó vô hồn, vô cảm tới mức là rằng là bố mà ốm nằm sốt ở một chỗ mà các con nó không hỏi. Thế thì tôi cứ nghi là mình có cái gì đó sai. Không, ví dụ như là xin lỗi anh Minh Đoàn này, con thì tôi là dứt đầu thủ mũi thì bảo con, các con nó đánh gió, nhưng mà do vợ ấy đấy, do vợ và do mẹ vợ nhà tôi nữa. Đấy là tôi chỉ trách như thế, coi như là chúng tôi là lần minh thân rồi chưa đi dị thôi. Tức là nó chỉ có mỗi cái vụ sốt 40 độ vừa thế, hay là từ gần đây là nói chung nó chả còn nghĩa tình gì? Vâng. Không, cái sốt của tôi là bị mấy năm nay rồi, nhưng mà tôi cứ bỏ qua đi, nhưng mà càng ngày nó càng nấn đến. Thế hả? Đấy, vâng. Mấy năm nay rồi thì tôi nói với anh bây giờ, một mình người đàn ông sơ cấy lúa xong phơi 7 sào dương, một mình tôi phơi thất, chắc là đến lúc ốm đau nó phải ra vợ. Thì anh bảo không, cả hàng xóm mọi người đều biết, bảo thế thì mày nó chứ, mày con người cái mồm mày chỉ đem làm hại cái thân mày thôi. Bây giờ chồng nó như thế, phơi 7 sào dưa mấy 3 sào thóc, buổi trưa đi lên nóng nôi các thứ, dứt đầu về vợ, quan ở giờ vợ, quan vạ ai nào, con thì mười mấy tuổi đặt vạ gì nó, đúng không? Vợ chồng quan tâm với nhau chứ. Ngoài cái chuyện cấy mấy sào lúa đấy, mình hình như còn đi phụ hồ xây gì đúng không? Vâng, tôi còn đi cả xây nữa. Về có nói với vợ là thật ra đợt này tháng này đi xây được có 10 buổi, còn 4 buổi nó mưa, 3 buổi nó nắng, 2 buổi bị thế nọ thế kia, cho nên anh được có 3,1 triệu, anh giữ lại 1,1 triệu, em cầm 2 triệu nọ kia. Bởi vì đôi khi thế này, từ trước mình thành thói quen, hàng tháng ngoài cái nông nghiệp ra mình có đi làm, mình mang về cho vợ, nó tạo thành một thói quen. Nay không có nữa mà lại không có cái giải thích rõ ràng, người ta nghĩ là mình giấu đi.
Mà ông đã giấu đi, ông muốn ăn riêng hay là ông cho gái hay ông không quan tâm, đã thế thì ốm đau thì tự đi mà mua thuốc, tự đi mà chăm. Chứ tôi tin rằng là cũng không có một cái người nào mà lại bội bạc tới mức độ nếu như mình được quan tâm tử tế mà lại như thế. Chắc nếu mà giận thì một cái lần đó thôi. Thế còn nếu như mà bây giờ cuộc sống nó nhạt nhẽo thì phải xem xét lại cái lối sống của mình. Cái việc thứ hai là thế này ạ. Vợ mình sống với mình 20 mấy năm, 2 đứa con mình nuôi từ tấm bé mà bây giờ mình còn thấy không nhận được cái sự yêu thương. Bây giờ anh có chia tay bà này đi, anh kiếm được cái bà nào mà bà yêu anh, anh thì nhìn lại bản thân mình xem, đúng không? Mình còn có cái gì? Cho nên thứ nhất là mình cứ điều chỉnh cái lối sống của mình, sống hết lòng về vợ vì con đi. Lúc nào mà mình khỏe thì mình nói rằng hôm nọ bố giận cực kỳ luôn. Bố suốt cả cuộc đời vất vả về gia đình này, chẳng có cái gì cho riêng mình, mong muốn là ngày ốm ngày đau thôi thì vợ nấu cho bát cháo viên thuốc nọ kia, cho mình cứ vừa là trách vừa là phê bình cả vợ cả con như thế, đúng không? Thế rồi chịu khó mà làm mà ăn, rồi có cái gì đấy thì nói thẳng ra. Tháng này là chắc là mẹ lại giận bố không đưa tiền gì, có biết đâu chủ nó còn đang quỵt đây này, hai đợt tháng nay là nó chưa thanh toán tiền công. Bởi vì tôi nghĩ rằng là mình cứ tử tế thì chắc không ai nỡ ác quá với mình đâu. Nếu mà người ta ác thì chả sống với mình 20 mấy năm nay, có vợ có chồng rồi. Đến cái tuổi mà bắt đầu ngoài 50 rồi là mọi người bắt đầu khó tính dần đi, mình cũng phải lựa một chút nhá. Chứ còn đừng nghĩ chuyện ban nãy anh bảo là bây giờ cái việc này đáng lẽ ra là bà vợ tôi là tham gia là phải với con gái nhà bà phải nhất, nhưng mà người ta bảo nối giáo thừa dọc mà. Bà mẹ vợ tôi nó không ra gì, hóa ra con vợ tôi nó như thế. Và tôi cứ nhìn rằng tôi định bỏ hàng mười mấy năm nay được. Anh năm nay anh ngoài 50 tuổi rồi. Cái bà mẹ vợ nếu có chắc bạn 70 mấy 80 rồi. Mình cũng sắp làm bố vợ đến nơi rồi. Mình đừng có nói cái trách cái bà mẹ vợ làm gì cả. Vợ chồng 50 mấy tuổi đầu không nói chuyện được với nhau, xong mà mình cứ phải đi nghe cái một cái cụ già gì đấy. Tôi nói chuyện với các em vợ đấy, bảo các đứa em nó chửi vợ tôi nhiều lắm nhưng đâu. Việc nhà mình giải quyết anh ơi nhá. Thứ nhất là anh đi nhờ vả ba mẹ vợ là đã không phù hợp rồi, xong anh lấy đi kể chuyện nhà mình với các em vợ để làm gì, để mong người ta giúp thì mình, trong khi đó cái công việc nhà mình chưa giải quyết được nhá. Mình tự giải quyết. Và như anh Đinh Đoàn vừa chia sẻ, anh nên xem lại cái hành vi của mình đối xử với vợ con đã thật sự tốt chưa để khiến người ta phải đối xử với mình như vậy. Xin chào anh, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Rõ ràng qua cái câu chuyện này thì không thể cứ một chiều mà phê bình được, đúng không anh Đinh Đoàn? Vâng. Tôi thấy trong cuộc sống của chúng ta ấy, đành rằng cũng có người thế này người thế khác, nhưng mà phần lớn đôi khi chúng ta cứ trách người khác. Vâng. Cho nên bao giờ tôi cứ hỏi lại anh, thế thì anh có bao giờ chị soi xét lại chính mình không? Bởi vì tôi không tin rằng là có một người nó lại ác, nó bạc bẽo tới mức mà chồng hết lòng là vì vợ vì con, có đồng tiền đến có con ngan mua về chặt ra rồi bó lên mâm dâng nó mà nó không ăn, và rồi ốm nó nằm đấy nó không nọ kia. Chắc là có cái hờn dỗi gì mà mình không thì lắm giờ cái thời cái câu chuyện ý thì tôi cũng đã hỏi là cái thời điểm anh bị sốt thì hai vợ chồng có mâu thuẫn gì không, đúng không? Thế nhưng mà hình như là anh ý đang đổ tất cả lỗi cho người khác. Đúng và thế. Luôn luôn bảo vệ cái quan điểm của mình là mình như thế là phải được quan tâm, phải nhận được sự quan tâm cơ, đúng không bác đúng sĩ? Đúng rồi ạ. Vâng ạ, vâng. Tôi cũng nghe câu chuyện của khán giả này với cả anh Văn cũng như là anh Đoàn. Và bản thân tôi thì cũng là mẹ vợ, cho nên là đấy, như anh Đoàn nói tôi cũng rất là chạnh lòng. Cũng không biết là chúng nó ở nhà, chúng nó sống thế nào, nó cãi nhau ra làm sao. Bây giờ nó lại đổ cho mình. Vâng. Lôi vào mẹ vợ ra. Mà bà cụ là 80 tuổi, mẹ cứ nói là bà cụ xui con gái, khổ mà con gái 50 mấy tuổi rồi, nối giáo cho rằng. Rõ ràng khi mà mình chưa biết được mình đang sai thì rất là khó. Đúng rồi ạ. Vâng, thực ra em nghĩ là cái tuổi này ấy, cái tuổi ngoài 50 ấy, kể cả phụ nữ chắc là chị vợ thì cũng đã xem như thế rồi ạ. Nó cũng có những cái thay đổi, những cái diễn biến trong tâm lý nó cũng không được như trước nữa. Thứ hai là con cái nó cũng lớn dần rồi, nó không quá phải vất vả thì bắt đầu mới ngồi ngẫm nghĩ ra và nghĩ lại tất cả, sâu chuỗi lại tất cả những cái vấn đề này, những cái vấn đề khác. Thế kết hợp với một anh chồng mà lại lúc nào cũng nghĩ là mình đúng, lúc nào cũng nghĩ là mình hết lòng vì người khác, còn người ta không ra gì đối với mình, vân vân, thì em nghĩ là cách giải quyết mâu thuẫn ở đây là
nó sẽ khó tìm được tiếng nói chung. Vậy thì chỉ có khi anh này phải tự xem lại mình, kết hợp với cả kể cả chị vợ nữa, chị vợ cũng phải xem lại cái tình cảm của mình, xem lại cách ứng xử của mình, thì hy vọng là cái gia đình này nó mới có thể bền vững được. Dạ vâng. Mà nhất là cả hai vợ chồng đang ở cái độ tuổi gọi là tiền mãn, vâng, đúng không? Đấy. Tôi nghĩ là anh ấy cũng là người đàn ông, đôi khi sống cũng thoáng thoáng một chút. Vâng. Anh ấy ốm mà anh ấy nằm sốt, anh cứ gọi mẹ mày vào đây bóp cho tao cái tay, vâng, đánh tao cái cảm. Thì ai mà không vào, đúng không? Đây lại cứ nằm đây nghĩ rằng là tao đi làm kiếm tiền về, bây giờ tao sốt đây này, tao đắp chăn đây, thì chúng mày phải vào, chúng mày phải sờ, vâng, chúng mày phải bóp chẳng hạn. Coi như là một sự đền ơn đáp nghĩa thì thôi, thì thôi thì gọi là đói thì phải kêu, vâng, ốm thì phải nhắc. Vâng. Thế là người ta mà được tự nguyện thì là cái tốt, nếu không thì mình cứ nói một câu nhờ, đúng không? Vâng. Rõ ràng thì mỗi người cũng phải tự xem xét lại chính bản thân mình để, vâng, xem là mình đối xử tốt với mọi người chưa, mà đòi hỏi mọi người đối xử tốt với mình, đúng không ạ? Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn cũng như là bác sĩ Hoàng Thúy Hải.